Mời các bạn cùng đến với bộ truyện Bạn thân là mẹ kế của tác giả Tâm Từng. Bộ truyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi. Tôi tên là Hà Ly, năm nay 24 tuổi. Tôi mới lấy chồng được 6 tháng. Vì vợ chồng tôi đang kế hoạch nên chưa có bầu. Tối nay, vợ chồng tôi ăn cơm với bố. Lúc chúng tôi về, bố còn dặn: "Sáng mai, hai đứa sang sớm hộ bố nhé." Tôi im lặng vừa đi không nói một câu nào. Vẫn như mọi khi, đêm nay tôi không ngủ được. Mọi hôm không ngủ được, tôi kể phim tới tận sáng. Nhưng đêm nay thì cảm giác của tôi vô cùng khó tả. Chân tay cứ buồn bực như muốn đấm ai đó. Chồng thấy tôi nằm trằn trọc, anh khẽ bảo: "Vợ không ngủ đi, sáng mai còn sang nhà bố sớm đó." Tôi thở dài quay mặt vào tường im lặng. Ngày mai là ngày cưới của bố tôi. Bố tôi cưới vợ mới sau 10 năm ở vậy nuôi trẻ em tôi. Kể từ khi mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông, ngày bố dẫn cô gái đó về ra mắt, cả họ vui mừng, cả bác các chú hào hứng lắm, động viên bố tôi cưới vợ càng sớm càng tốt. Họ nói bố tôi đã cô đơn 10 năm rồi, giờ con cái đã lớn cả rồi và cũng tới lúc bố tôi cần có một người ở bên chăm sóc nữa. Vì bố tôi 14 năm tuổi, người phong độ khỏe mạnh, lại thành đạt, việc lấy vợ mới là quá đơn giản. Lúc đầu nghe tin bố có bạn gái, tôi cũng vui mừng lắm. Phận lòng con ngày ngày thấy bố lủi thủi một mình, tôi cũng buồn lòng lắm chứ. Nhưng cái ngày bố tôi dẫn cô gái ấy về ra mắt thì tôi hoàn toàn sụp đổ. Cô gái ấy chính là Mai, bạn học cùng lớp với tôi. Tôi và Mai đã từng chơi rất thân với nhau, chúng tôi từng chia nhau miếng bánh, ăn chung ngủ chung khi chúng tôi ở ký túc những năm đại học. Chúng tôi thân thiết tới mức cùng thích một người bạn trai, đó là Tuấn, chồng của tôi bây giờ. Tuấn là tiền bối của chúng tôi, anh ở bên ký túc đối diện. Chúng tôi biết Tuấn qua những chương trình văn nghệ của trường và càng ngày chúng tôi càng thân thiết. Tuấn thường xuyên qua phòng chơi với tôi và Mai. Tuấn đẹp trai hát hay, lại rất nhiệt tình, vì thế mà tôi thích Tuấn từ lúc nào không hay nữa. Rồi tôi tâm sự với Mai về việc tôi thích Tuấn và hỏi ý kiến Mai là tôi có nên ngỏ lời với Tuấn không. Thì Mai sẽ nảy lên và nói với tôi rằng Mai cũng rất thích Tuấn. Và Mai đã khóc nức nở. Cô ấy xin tôi đừng ngỏ lời với Tuấn và nhường lại Tuấn cho cô ấy. Tôi đã suy nghĩ một đêm. Tôi nghĩ về tình bạn của tôi và Mai và tôi quyết định tôi sẽ quên Tuấn đi. Vì lúc đó tôi chỉ đơn phương thôi, cũng không biết Tuấn có thích mình không nữa. Và lý do nữa đó là tôi muốn học sau đại học, ra trường xin được việc rồi mới yêu đương. Tôi phủi đầu vào học, tối lại kiếm việc đi làm thêm để tránh mặt Tuấn. Sau đó, Mai còn nhờ tôi đánh tiếng với Tuấn để Tuấn biết Mai thích Tuấn. Tôi đã giúp Mai hết sức có thể, và rồi Mai thông báo tin vui là Mai và Tuấn đang hẹn hò. Tôi đã chúc mừng cô ấy, nhưng càng ngày Mai càng khó chịu và muốn tôi chuyển sang phòng khác. Tôi hỏi lý do tại sao thì Mai nói thẳng với tôi rằng vì trước tôi thích Tuấn, bây giờ cô ấy sợ tôi hàng ngày gặp Tuấn sẽ không thể quên được Tuấn và cô ấy ghen khi anh nói chuyện với tôi. Và một lần nữa tôi lại nghe lời Mai chuyển sang phòng khác ở. Thậm chí tôi còn tránh mặt để không phải gặp hạ Tuấn, để Mai yên tâm và không ghen tuông vô lý với tôi nữa. Mọi chuyện đã trôi qua êm ả. Một năm sau tôi gặp lại Tuấn. Khi gặp lại anh, tôi khá bất ngờ và hỏi Tuấn và Mai thế nào rồi. Thì Tuấn kể anh và Mai chia tay mấy tháng rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao chia tay. Thì anh nói không hợp nên chia tay. Và Mai cũng có bạn trai mới rồi. Tôi có nhắn tin cho Mai hỏi thăm. Thì nửa biết Mai đã có bạn trai mới sau khi chia tay Tuấn. Thậm chí Mai còn lên chơi thăm tôi nữa. Lúc đó thì tôi và Tuấn chưa yêu nhau đâu. Phải nửa năm sau thì Tuấn mới chính thức ngỏ lời với tôi vì tôi vẫn còn thích anh nên tôi đồng ý. Sau đó Mai biết tôi và Tuấn yêu nhau, cô ấy có vẻ không vui và từ đó tôi và Mai không gặp lại nữa. Tôi và Tuấn tổ chức đám cưới sau 3 tháng yêu nhau vì mẹ anh ấy cứ giục cưới và bảo cưới vợ là phải cưới liền tay. Thấy mẹ chồng tương lai yêu quý nên tôi vui lắm nên tôi đã đồng ý. Mặc dù có người nói đến tai tôi là mẹ Tuấn là người rất tham tiền, sở dĩ bà ấy rủ Tuấn cưới tôi vì nhà tôi giàu,
Bố tôi có sức có quyền nên có lợi cho công ty của anh trai Tuấn. Nhiều vì yêu Tuấn nên tôi không mấy bận tâm. Đám cưới xong, bố tôi mua nhà, mua ô tô cho tôi và nộp thêm một khoản tiền lớn vào công ty của anh trai Tuấn, nên mẹ chồng tôi càng yêu quý tôi hơn. Đợt vừa rồi, tôi lại nộp thêm tiền cho mẹ chồng tôi để bà đi du lịch. Cuộc sống mà cứ có tiền là có hạnh phúc. Nhưng một thời gian sau, tôi bắt đầu biết được nhiều chuyện về mẹ chồng tôi và những chuyện không hay đó có liên quan tới Mai nữa. Và lý do Tuấn và Mai chia tay cũng có liên quan tới bà ấy. Một lần tôi đi làm về, thì Tuấn và mẹ chồng tôi đang nói chuyện trong phòng. Tôi nghe rõ tiếng Tuấn nói với mẹ: "Mẹ đừng sống như vậy nữa, mẹ cứ như vậy thì khi con sang nhà vợ, con không ngẩng hẳn lên được đâu mẹ ạ." À. Tiếng mẹ tôi ngọt ngào: "Nhà nó thiếu gì tiền, bố nó là tỷ phú mà, con nị nó để nó đầu tư cho mẹ một ít vốn để mẹ làm ăn." Tuấn gắt lên: "Rồi nhà mình cũng khá giả rồi mà, mẹ cứ ở nhà thôi, thích ăn gì thì ăn, rảnh rỗi thì đi cà phê với bạn bè, rồi sau này trông cháu, chứ giờ mẹ cũng có tuổi rồi, con chen làm gì nữa hả mẹ? Thế giờ con không giúp mẹ đúng không? Hay là để mẹ kể chuyện con Mai cho nó nghe nhé? Mẹ, sao mẹ lại..." Tôi bắt đầu thấy tò mò, không biết giữa Tuấn và Mai ngày trước đã xảy ra chuyện gì mà Tuấn phải giấu tôi. Tôi đã tìm hiểu và biết được một chuyện động trời. Đó là ngày trước Tuấn dẫn Mai về ra mắt, thì mẹ chồng tôi trên nhà Mai nghèo và không đồng ý cho Tuấn lấy Mai. Và Tuấn đã nghe mẹ chia tay Mai. Thậm chí anh còn nịnh Mai và đưa cô đi mỏ thai nữa. Sau đó Tuấn đã bỏ rơi Mai không thừa tiếc. Nhưng Mai cũng có bạn trai mới ngay sau đấy. Tôi sốc lắm, nhưng bây giờ tôi còn sốc hơn khi Mai sắp trở thành mẹ kế của tôi. Rồi sau này mỗi lần tôi và Tuấn về nhà chơi, cảm bản nhau sẽ ra sao? Liệu có thể vui vẻ với nhau được hay không? Sau đám cưới, bố tôi và dì Mai đi hưởng tuần trăng mật. Tôi ở nhà bắt đầu tính phụ của chồng tôi. Hôm nay tôi về sớm nấu cơm đợi chồng về. Tuấn về thấy tôi đang chở cơm thì ngạc nhiên: "Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà vợ anh vào bếp nấu cơm vậy?" Tôi khẽ cười: "Anh rửa tay rồi ngồi ăn cơm cho nóng nhé." Chồng tôi hào hức lắm, ngồi ăn mà cứ nhìn tôi tò mò. Vợ làm anh ngạc nhiên quá, hôm nay có phải là ngày gì đặc biệt đâu nhỉ? "Anh ăn đi, ăn thật nhiều nhé, vì có thể sau này em sẽ không nấu cơm cho anh ăn nữa." Tuấn đang ăn dừng luôn lại: "Em đùa anh à, anh không thích em đùa kiểu vậy đâu." "Em không đùa, em muốn hỏi anh chuyện này, anh phải trả lời thật lòng nhé." Tuấn bắt đầu thấy lo lắng, anh gật đầu: "Em hỏi đi, anh sẽ trả lời thật lòng cho em biết. Sao ngày trước anh tàn nhẫn với Mai vậy?" Tuấn lập tức chối bay chối biến luôn, anh nhăn mặt lại nhìn tôi khó chịu: "Anh không hề tàn nhẫn với Mai nhé, là do cô ấy có người yêu mới khi chưa chia tay với anh, nên bọn anh đã cãi nhau và chấm dứt tất cả. Em nghe ai nói linh tinh rồi về nghi ngờ chồng em vậy." Tôi thở dài vì tôi cũng biết Tuấn sẽ không bao giờ nhận lỗi về mình đâu. "Em chỉ hỏi anh một câu thôi, anh đã đưa Mai đi phá thai phải không?" Tuấn ngồi im một hồi rồi gật đầu: "Đúng thế, nhưng mà..." "Thôi đi, anh đừng có thanh minh thêm gì nữa, anh nghĩ em là trẻ con à?" Tự dưng Tuấn quỳ xuống ôm lấy chân tôi khóc: "Anh xin vợ, vợ nghe anh giải thích một lần này thôi. Thật sự lúc đó anh không muốn như vậy đâu, nhưng mà mẹ anh ép anh quá, anh không còn cách nào cả. Anh xin em hãy hiểu và tha thứ cho anh được không?" Tôi đẩy Tuấn ra, nhưng anh cứ ôm chặt lấy chân tôi: "Bỏ ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Tôi cần một mình để suy nghĩ về cuộc hôn nhân này." "Anh xin em đấy, em tha thứ cho anh lần này đi mà. Vì lúc đó mẹ anh ép anh mà, mẹ anh tự tử để ép anh đó. Em có hiểu cảm giác của anh khi thấy mẹ đang nằm cấp cứu trong bệnh viện không?" Tôi đẩy Tuấn ra và chạy lên phòng đóng cửa lại. Tôi ngồi khóc, tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi yêu Tuấn nhiều lắm, anh là một người mà tôi rất thích từ thời đi học. Anh là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của cuộc đời tôi. Không phải tôi buồn vì quá khứ của anh không tốt, mà tôi buồn vì người chồng của tôi là một người đàn ông ích kỷ. Cả đêm đó, Tuấn gọi cửa nhưng tôi không hở và Tuấn đã quỳ ở ngoài cửa suốt đêm. Sáng ra, tôi thấy anh đang ngủ gật, hai gối tím bầm,
Tôi vội lôi anh dậy khóc. Sao anh ngốc vậy hả? Việc gì phải quỳ cả đêm như vậy? Anh nhìn xem, hai gối bẩm tím thế kia rồi, ngốc vừa thôi chứ. Tôi đứng không vững, anh loạng choạng rồi ngã lan ra. Anh sợ em bỏ anh lắm. Em tha thứ cho anh có được không? Anh sai rồi, anh biết anh sai rồi. Tôi khóc, Tuấn cũng khóc. Đó là những ngày tồi tệ của tôi. Sau một tuần suy nghĩ và đậu lòng trước thái độ ăn năn hối cải của Tuấn, và tôi quyết định tha thứ cho Tuấn và tự hứa sẽ không bao giờ nhắc lại những chuyện đó nữa. Ngày vợ chồng tôi làm hòa với nhau cũng là ngày bố tôi và dì Mai đi hưởng tuần trăng mật về. Bố tôi mua nhiều quà lắm, ông xếp gọn vào túi và bảo cô giúp việc. Tôi để ở đây cho cái Hà Ly, giờ tôi gọi điện cho nó, bảo chiều nó qua lấy. Chị ở nhà, nếu nó quên thì nhắc nó mà về nhé. Dì Mai ở trên lầu đi xuống nhẹ nhàng. Giờ anh lại đến công ty à? Mới bay về còn mệt, sao anh không nghỉ ngơi, mai rồi đến ạ? Một tuần rồi, anh phải đi xem công việc thế nào. Anh có mệt đâu, em cứ nghỉ ngơi đi nhé. Dì Mai nịnh, thôi anh ở nhà đi, giờ em chuẩn bị cơm nước, rồi anh gọi vợ chồng cái Hà Ly sang ăn cơm luôn. Bố tôi nghe cũng thấy hợp lý nên gật đầu. Thôi được rồi, vậy để anh gọi cho Hà Ly, bảo vợ chồng nó qua chơi, rồi ăn tối ở đây luôn nhé. Dạ vâng hả. Bố tôi khỏi, nhưng tôi không muốn sang, vì tôi ngại gặp bà dì Mai, và tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa. Rõ ràng là Tuấn tưởng có lỗi với Mai, chứ không phải tôi. Vậy mà sao tôi cứ thấy áy náy, cứ như tôi là người cướp Tuấn của Mai vậy. Còn Tuấn, tôi thấy anh khá là bình tĩnh, không lo lắng gì cả. Ngồi ăn tối, bố tôi hỏi, thế trước hai đứa học cùng dì Mai à? Tôi ấp úng thì dì Mai gạt ngang luôn. À, bọn em học cùng trường thôi ạ, cũng không biết nhau đâu. Bố tôi cười tươi, thế à, như vậy cũng là có duyên với nhau rồi. Sao tới, cả nhà mình thu xếp công việc để đi du lịch cùng nhau nhé. Hà Ly và Tuấn thấy thế nào? Tôi vội vàng lắc đầu từ chối. Không, con bận lắm ạ, cha con không đi được đâu ạ. Bố và dì cứ đi đi, khi nào rảnh thì vợ chồng con đi cùng sau hả? Dì Mai nhẹ nhàng bảo, công việc cứ tạm gác lại phải không con hả? Giờ mình còn trẻ, đi được thì cứ đi, sau này già là không đi được nữa đâu đấy. Bố tôi hưởng ứng nhiệt tình luôn. Dì Mai nói đúng đấy, hai đứa về thu xếp công việc đi nhé, rồi báo cho bố biết. Bố tôi có biết chuyện gì đâu, nên ông cứ nhiệt tình vun vén vậy đó. Ông muốn tôi và dì Mai có nhiều thời gian để hiểu nhau hơn mà. Ăn xong, dì Mai ra bê thủ đồ từ ngoài cửa, nặng quá nên dì gọi Tuấn. Tuấn ơi, ra bê hộ dì với, bố con bị đau lưng, không có bê được. Tuấn vội chạy ra. Vâng, dì cứ để con bê ạ. Tuấn cúi xuống bê, thì dì Mai ghé vào tai Tuấn nói nhỏ. Anh vẫn ổn chứ, người yêu cũ. Tuấn sợ tôi và bố ở trong nhà nghe thấy, anh vội lảng sang chuyện khác. Đồ gì mà nhiều thế hả gì? Dì Mai bĩu môi và xị ra. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Tuấn bắt đầu thấy lo lắng. Tôi xin dì đấy, dì đừng nói nữa, nhỡ vợ tôi và chồng dì nghe thấy là chết tôi đấy. Dì Mai cớ vào lưng Tuấn một cái rồi khẽ cười. Em cứ nói đấy, sợ họ biết cũng chẳng sao nhé. Với lại chồng em nói không quan tâm đến những chuyện trong quá khứ của em đâu, nên em chả sợ. Tuấn sợ vã mồ hôi hột. Dì không sợ chồng dì biết, nhưng tôi sợ vợ tôi biết lắm. Tôi xin dì chữa cho tôi một con đường sống với. Dì Mai thì thầm vào tai Tuấn. Em nhớ anh lắm, hôm nào mình gặp nhau tí đi. Không được đâu, giờ tôi đã có vợ và dì đã có chồng. Chúng ta lại là người một nhà, nên không thể gặp nhau đâu. Dì hãy quên hết những chuyện trong quá khứ đi. Giờ chúng ta sống ở hiện tại và tương lai, nên dì đừng khơi lại những gì trong quá khứ nữa. Dì Mai phủ phẳng tỏ thái độ. Hay là để em nói cho mọi người cùng biết nhé. Tuấn sợ quá liền gật đầu lia lịa. Vâng vâng, vậy hôm nào mình gặp được chưa? Dì Mai cười tươi bẹo má Tuấn. Đấy, anh cứ ngoan như thế thì em đâu cần phải gay gắt chứ. Thôi, bê đồ vào nhà đi. Tuấn bê đồ vào nhà, tôi thấy chồng vã mồ hôi thì hỏi. Anh ơi, nặng lắm à? Tuấn gãi đầu, cũng không nặng lắm vợ hả? Không nặng, mà em thấy anh vã mồ hôi vậy, hay là anh ốm rồi ạ? Anh không sao mà em?
rồi Tuấn ngồi xuống uống nước để tránh ánh mắt của tôi. Tôi và bố ngồi một bên, còn Tuấn ngồi một bên. Dì Mai ở ngoài đi vào ngồi cạnh Tuấn ngay trước mặt tôi. Bố tôi thì không hay biết chuyện gì cả, nên ông không để ý đến ánh mắt dì Mai đang nhìn Tuấn đăm đuối. Tôi cảm thấy khó chịu, nhưng trước mặt bố, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng tôi đang dậy sóng. Dì Mai ngồi, nhưng chân cứ mơi mơi chân Tuấn. Tuấn lo lắng, anh rụt chân lại để tránh dì Mai, thì dì Mai càng làm tới hơn, nên Tuấn sợ đánh động tôi vào bố, thế đành ngồi im để dì Mai muốn mơi gì thì mơi. Bố tôi vui vẻ bảo, lát hai đứa mang đồ về rồi, cho bố gửi hộp bánh cho mẹ con nhé. Mẹ con vẫn khỏe chứ Tuấn? Tuấn ngập ngừng, dạ mẹ con khỏe ạ. Vậy con cho bố và dì gửi lời hỏi thăm sức khỏe mẹ con nhé. Mai kia rảnh, bố và dì sẽ sang nhà chơi sau. Dì Mai nói thêm với bố tôi, hôm nào em làm cơm, rồi anh mời bà Thông ra sang nhà mình ăn nhé. Cả Tuấn và Hà Ly nữa, giờ em ở nhà cũng rảnh mà. Em sẽ vào bếp nấu những món mọi người thích. Bố tôi hưởng ứng nhiệt tình luôn. Đúng ý anh đấy, giờ em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần phải làm gì hết. Để nữa mà cái Hà Ly có con, lúc đó có cháu bé, thảo hồ vui cửa vui nhà. Tôi và Tuấn ngồi im không biết phải nói gì, còn dì Mai thì cười hại. Thế thì em cũng phải phấn đấu để cho anh thêm thằng cu, vậy là hạnh phúc nhân đôi, anh có đồng ý không ạ? Bố tôi hưởng ứng nhiệt tình luôn, còn tôi thì cứ ngồi đó mổ câm như hến. Rồi bố thấy tôi ngồi xịm hạt, ông hỏi, Hà Ly, con sao thế, con ốm à? Tôi vội gật đầu, dạ con thấy đau đầu quá, có lẽ vợ chồng con xin phép về ạ. Ừ, thế hai đứa về đi, Tuấn đưa Hà Ly về cẩn thận nhé. Tôi vội đi ra cổng, Tuấn vội chào bố và dì rồi chạy theo tôi. Dì Mai chạy ra theo hỏi, ơ kìa, hai đứa không mang đồ về à, sao mà vội thế? Tuấn nghe hỏi thì quay lại để xách đồ dì Mai đưa cho Tuấn và không quên nhắc, anh đừng quên cuộc hẹn với em nhé. Tuấn trả lời gượng ép, vâng dì. Dì Mai gọi với theo tôi, hai đứa đi cẩn thận nhé, tôi nhớ mua thuốc cho Hà Ly nhé. Tuấn khẽ vâng rồi xách túi đồ đi theo tôi. Chúng tôi về rồi, dì Mai đi vào ôm cổ bố nịnh, giờ em ở nhà rảnh rỗi thì vợ chồng Hình gọi các con ăn cơm thường xuyên nha. Em không muốn vì có em mà tình cảm bố con anh không được như trước đâu. Đối với em thì em coi các bạn như con của em vậy. Em không muốn bố con anh vì em mà thấy khó xử đâu hả? Bố tôi thấy rất vui khi dì Mai lại biết cách cư xử như vậy. Ông bảo, anh bận nhiều việc nên em cứ ở nhà quyết hết nhé. Không phải hại gì đâu. Em thấy hợp lý thì em cứ làm, không cần phải hỏi ý kiến anh đâu nhé. Mọi thứ của anh làm ra là của em và các con mà. Dì Mai mỉm cười hạnh phúc, nhưng trong đầu đang có những dự định gì thì không ai có thể đoán được. Tuấn đưa tôi về nhà và hỏi tôi, để anh đi lấy thuốc đau đầu cho em nhé. Tôi lắc đầu, em không có bị sao hết, chẳng qua là em không thích nghe dì Mai nói chuyện nên em mới vậy thôi. Tuấn ngập ngừng, ừ vậy em đi nghỉ sớm đi. Tôi lườm hắt nhìn chồng, từ giờ anh cũng nên tránh mặt dì Mai đi nhé, sáng đó thì phải có em đi cùng anh, rõ chưa? Tuấn vội thanh minh, em lại nghĩ hơi quá rồi đấy, chuyện đã qua hết rồi mà, em hãy tin anh nhé. Tôi thở dài, vâng, biết là chuyện đã qua, như sao em cứ thấy bất an anh hả? Anh hãy hứa với em đi, hứa rằng anh sẽ không bao giờ để em phải lo lắng nữa. Tuấn ôm tôi động viên, anh hứa sẽ không bao giờ để em phải lo lắng nữa, em tin anh nhé. Tôi ôm chặt lấy chồng như sợ ai đó sẽ cướp mơ đi hạnh phúc của mình vậy. Tôi tự trấn an mình rằng, mình nghĩ hơi nhiều rồi, mọi chuyện sẽ không phức tạp như mình nghĩ đâu, tất cả đã là quá khứ rồi mà. Từ khi cuộc sống của chúng tôi xuất hiện dì Mai nên tôi cẩn thận hơn, tôi bắt đầu để ý đến chồng tôi hơn. Tối về nhà mà chưa thấy chồng về là tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi lấy điện thoại gọi cho chồng. Alo, anh nghe đây. Anh đang ở đâu thế? Sao giờ vẫn chưa về? Anh đang ngồi với thằng Quang bàn bạc công việc, để anh đưa máy cho nó nhé. Rồi tiếng anh Quang vọng vào, tôi mới yên tâm tắt máy. Đợt này suy nghĩ nhiều nên tôi gầy hơn trước, hay mệt mỏi nữa. Tuấn dạo này công việc cũng nhiều
nên vợ chồng tôi ít có thời gian đi chơi với nhau. Nhiều đêm hỏng ngủ, tôi hay mơ linh tinh lắm. Tôi mơ thấy Tuấn bỏ tôi để theo Sỉ Mai, rồi gia đình tôi loạn hết cả lên. Rồi tôi có thai, và giấc mơ tôi có thai là thật. Sau khi trọng kinh, tôi mua que thử lên hai vạch càng đét. Tôi mừng quá, gọi điện cho chồng tôi, và anh vội vã về để đưa tôi đi khám. Bác sĩ khám và cho tôi biết tôi đã có thai hơn một tháng rồi. Tôi và Tuấn ôm nhau. Vậy là sau 8 tháng kết hôn, chúng tôi cũng sắp được làm bố làm mẹ rồi. Mẹ chồng tôi sau khi đưa tôi đầu tư tiền tỷ, bà đã mở một nhà hàng ăn lớn giữa trung tâm thành phố. Khá là đông khách, thấy làm ăn được quá, nên bà đang tính mở thêm một nhà hàng ăn nữa. Và bà lại tới nhà tôi để nịnh con trai. Tuấn lắc đầu, thôi mẹ ạ, con không xin tiền vợ con nữa đâu. Nhà hàng làm ăn thuận lợi thì chẳng mấy mà có tiền mở thêm nhà hàng đâu. Mẹ chờ tới sang năm đủ tiền xuống mở tiếp. Nhưng chờ cả năm nữa thì người khác mở trước luôn đó. Kinh doanh là phải biết nắm bắt cơ hội. Chậm chân là uống nước đủ đó con trai hả? Tuấn gắt lên. Con không xin là không xin. Mẹ để cho con một chút tự trọng được không? Mẹ đừng biến con thành thằng đòm hỏi nhà vợ như thế. Mẹ Tuấn vẫn nhìn con trai. Thời buổi bây giờ phải có tiền thì mới làm phiền được thiên hạ. Với lại những nhà hàng đó sau này cũng là của con mà. Mẹ chỉ có mình con thôi. Những gì mẹ làm sau này sẽ để lại cho con hết. Chẳng lẽ con không hiểu cho tấm lòng của mẹ ư? Tôi nghĩ thế mẹ nói cũng đúng. Mẹ có mình anh là con trai, sau này anh sẽ lo cho mẹ, không đi đâu mà thiệt cả. Nhưng hổm hổm ra xin vợ thì anh thấy hơi ngại, không biết phải tính thế nào nữa. Tuấn thở dài. Thôi được rồi, con sẽ tính. Mẹ Tuấn cười tươi. Con nghĩ được như thế là mẹ yên tâm rồi. Sau này nhà hàng làm ăn phát đạt, con sẽ trở thành một ông chủ lớn. Con sẽ không phải đi làm thuê cho thằng Hải nữa. Con hiểu không? Tuấn gật đầu. Vâng, mà anh Hải tốt với mẹ con mình vậy cơ mà. Anh ấy có khác gì anh trai của con đâu. Sao bây giờ mẹ lại nói chuyện với anh ấy xa lạ vậy? Trước mẹ con mình chưa có gì trong tay thì mẹ vậy. Còn bây giờ mẹ con mình đổi đời rồi, việc gì chúng ta phải sống như ngày xưa nữa? Giờ chúng ta phải sống ra dáng ông chủ, bà chủ chứ con. Vâng, mẹ muốn làm gì thì làm. Đời này bố tôi bận công việc nên đi suốt. Sỉ Mai ở nhà ăn lắm sửng mỡ, lại suốt ngày ở nhà không làm gì, nên dì bắt đầu thấy buồn bực chân tay. Trừ những lúc đi spa làm đẹp ra thì dì rất rảnh rỗi. Từ khi lấy bố tôi chỉ ăn với làm đẹp, nên sau 2 tháng trông dì khác hẳn. Xinh gái hơn, da thì trắng như trứng gà bóc. Tiền tiêu thoải mái thì mua gì thì mua. Bố tôi không bận tâm vì ông có quá nhiều tiền. Sỉ Mai gọi điện cho Tuấn, nhưng Tuấn ta đi không nghe, nên dì nhắn tin. Em gọi sao anh không nghe vậy? Để tối em sang nhà anh chơi nhé. Tuấn vội trả lời. Tôi đang học, có gì nói sau nhé. Sỉ Mai bình thản trả lời. Chiều làm về qua nhà đi, lão chồng đi công tác rồi. Nhớ đấy, đừng để tối em sang nhà thì không vui đâu. Tuấn không biết phải làm thế nào nữa. Suy nghĩ một lúc thì Tuấn nhắn tin cho tôi bảo. Chiều anh đi với Thảo Quang, em cứ ăn cơm rồi nghỉ sớm đi nhé. Tôi thấy hơi buồn, nhưng Tuấn bận công việc mà, tôi quản sao được. Nhưng để chắc chắn, tôi vẫn gọi điện cho anh Quang hỏi xem có đúng là tôi với anh đi công việc không. Và anh Quang trả lời là có. Và có nói tôi là nghĩ linh tinh quá rồi. Vì Tuấn và Quang là chung, nên Tuấn đã phím cho Quang trước để qua mặt. Hết giờ làm, Tuấn để xe ô tô cho Quang đi và bắt taxi tới nhà bố tôi để gặp Sỉ Mai. Vừa thấy Tuấn tới, Sỉ Mai đã chạy lại ôm chặt lấy Tuấn. Cuối cùng thì anh cũng chịu gặp em nhớ anh muốn chết à? Tuấn đẩy Sỉ Mai ra. Dì bỏ tôi ra đi, nhỡ ai thấy thì sao? Làm gì có ai, lão giả kia đi công tác một tuần mới về, còn cô giúp việc xin về quê con ốm, giờ chỉ có mình em thôi. Em nhớ anh quá, vào nhà với em đi. Sỉ Mai kéo Tuấn vào nhà, dì cứ hôn hít Tuấn nồng nhiệt, Tuấn vẫn đẩy ra. Dì đừng có như vậy nữa, giờ chúng ta khác xưa rồi, dì có hiểu không? Mà nghe vợ tôi nói, nhà lắp nhiều camera lắm mà, sao dì liều thế hả? Mai vừa cười váy, vừa cười ma mị. Camera cũng không thể qua mặt được con Mai này đâu, ha ha. Sỉ Mai đứng trước mặt Tuấn không mặc gì cả, nên Tuấn cũng bất ngờ trước thân hình nõn nà yêu kiều của Sỉ Mai. Đợt này vợ có bầu
nên anh cũng đã bị cấm vận. Dì Mai liền kéo Tuấn vào phòng ngủ, rồi nằm bên giường, ánh mắt lả lơi. Anh còn chần chừ gì mà không đến bên em? Tuấn đã muối láo rồi, cái đó ở dưới đang thôi thúc anh. Người anh nóng bừng lên, nhưng anh vẫn cố kiểm nén. Nhưng tôi sợ lắm, chẳng lẽ dì không sợ? Dì Mai nằm vặn vẹo khó chịu. Anh chỉ việc yêu em thôi, còn mọi thứ đã có em lo. Mau lên đi, em không chịu nổi nữa rồi. Tuấn liền cởi quần áo và lao tới ôm Mai. Họ đã ôm chặt lấy nhau sau một năm xa cách. Sau một hồi làm tình nồng nhiệt, dì Mai vẫn thấy Tuấn muốn làm tiếp. Cô thích thú cắn vào tai Tuấn. Em vẫn yêu mãnh liệt như ngày xưa, thế mà đã bao lần em rủ anh cứ từ chối là sao? Tuấn thật thà kể. Lúc đó khác, vì Hà Ly chưa có thai, còn bây giờ nó có thai rồi, nó có cho động vào người nó đâu. Phật mấy hôm nay rồi. Dì Mai nghe Tuấn nói Hà Ly có thai mà liền biến sắc ngay. Nhưng sau đó cô lấy lại bình tĩnh rồi cười hẹ. Hà Ly có thai rồi ạ, vậy em chúc mừng anh nhé. Trong thời gian nó có thai, anh cứ đến gặp em giúp anh giải tỏa nhé. Tuấn lại kỳ trả lời Mai, vừa làm tình vừa hôn. Thế thế, em vẫn làm tình giỏi như ngày xưa. Mai ôm chặt Tuấn cười. Em còn giỏi hơn ngày xưa ấy, anh cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Anh cũng tuyệt vời lắm, không như lão giả kia, chưa vào đã ra mất rồi, phá chán luôn anh ạ. Tuấn và Mai cứ ôm chặt lấy nhau, tới lúc điện thoại reo thì Tuấn mới bỏ Mai ra. Em im lặng nhé, vừa anh gọi điện. Mai thỏa mãn cơn sủ vọng rồi, cô ta đứng dậy cười. Em biết rồi, em đi tắm đây, anh nói chuyện với vợ đi. Alo vợ à, em về chưa, mua tôm hùm cho em nhé, em thèm ăn tôm quá. Đây, anh chuẩn bị về đây, để anh mua tôm về cho vợ nhé, chờ anh khoảng 30 phút nữa. Dạ vâng hạ, yêu chồng. Chồng yêu vợ. Mai vào nhà tắm xả nước lên mặt, rồi cô ta sẩm lại. Còn Hà Ly có thai, mình phải làm sao với nó bây giờ? Đang tắm thì Tuấn đi vào. Cho anh tắm chung với. Mai kéo Tuấn vào nịn họt. Dạ, tắm nhanh còn về, không con Hà Ly nó nghi ngờ. Tuấn nhìn Mai khạ gẫm. Nhưng anh lại muốn nữa rồi, tính sao đây? Mai liền ôm cổ Tuấn. Vậy mình tiếp đi anh. Phải nửa tiếng sau, Tuấn mới ra về được. Anh bắt taxi tới nhà Quang lấy xe về. Mãi hơn 9 giờ mới thấy Tuấn xách hổ tôm về. Vợ ơi, chồng mua tôm cho vợ này, quán đông quá, chồng chở mãi đó. Tôi mừng rỡ. Dạ, khổ thân chồng em rồi. Tuấn ra hốt chụt vào trán tôi. Vì vợ và con, anh có thể làm mọi thứ, bây giờ vợ con là trên hết. Tôi cảm động lắm. Ăn tôm xong, tôi định vào xe ôm phải chiều chồng ngủ tí, thì đã thấy Tuấn nằm ngủ há mồm và ngáy vang cả nhà rồi. Mẹ chồng tôi đợt này kiếm ra tiền cũng thường xuyên đi spa làm đẹp và hay làm tại spa mà Mai tới. Nhân viên của spa đang tư vấn cho bà về liệu trình trẻ hóa da mặt thì Mai đi ngang qua thế vậy liền đi lại gần bà và bảo mà xấu có thể làm cho đẹp nhưng nhân cách xấu xa thì chỉ có vứt thôi bà ạ. Bà tức sôi máu ngẩng mặt lên thấy Mai, bà liền đứng dậy sờ tay tát Mai. Nhưng Mai lấy tay đỡ lại và để bà ngồi xuống ghế. Mai nghiến răng. Sao vậy? Đến giờ phút này mà bà vẫn còn đối xử với tôi như cách mà ngày xưa bà đã làm hay sao? Bà thông ra. Cô muốn gì hả Mai? Mai cười ngậm hận. Tôi đâu có muốn gì, chỉ là thi thoảng tôi sẽ đến để nhắc nhở bà sương sương vậy thôi à. Bà hạ giọng. Cô hãy quên hết những chuyện trong quá khứ đi. Giờ cuộc sống của cô tốt vậy rồi. Cô nên an phận, đừng có bổng bột mà lại thiệt thân đấy. Mai cười nhếch mép. Còn Mai bổng bột ngày xưa, nó đã chết lâu rồi thưa bà. Nó chết từ ngày con trai bà đưa nó đi phá thai đó bà hạ. Bà An bị Mai nói xỏ xiên trước mặt những nhân viên spa thì bà tức lắm, bà gào lên an vạ. Người đâu, mau lôi cổ con này ra ngoài đi. Tại sao một spa lớn như thế này lại để khách hàng bị người khác nhục mạ như thế hả? Bảo vệ đâu hết rồi? Mấy nhân viên đứng im không dám nói gì. Bà An gào uông lên. Mấy người bị điếc à? Tôi bảo mấy người lôi nó ra ngoài mà. Sao vẫn đứng chơi ra đó để nó lăng mạ khách hàng của mấy người như vậy? Mai cười thách thức. Bà là khách hàng của spa này ư? Một người keo kiệt bù xỉn như bà mà cũng chịu bỏ tiền túi ra để làm đẹp sao? Tôi có nghe nhầm không đó? Bà An quát.
Cô im đi, bây giờ tôi đã là bà chủ của một nhà hàng lớn và sắp mở thêm một nhà hàng nữa rồi. Trước khi lăng mạ người khác thì cô hãy xem lại bản thân mình đi. Nhà hàng lớn ư? Nhưng đó đâu phải là tiền của bà. Đó là tiền mà bà nịnh nọt con dâu bà mà có. Bà đội con dâu lên bàn thờ mà. Nên bà đừng có giả oai với tôi. Tôi khinh mẹ con bà. Bà An điên quá xông vào định đánh Mai thì bị nhân viên spa ngăn lại, khiến bà ngã ra sàn nhà. Bà gào lên: các người đã làm cái trò gì thế hả? Sao các người dám đẩy tôi ngã? Hai người bảo vệ đi vào: có chuyện gì mà ổn vậy cô Mai? Mai chỉ tay vào mặt bà An: lôi cổ bà ta ra ngoài đi. Từ giờ trở đi spa không cho phép bà ta vào nữa, nghe rõ chưa? Vâng thưa cô. Hai người bảo vệ lôi bà An ra ngoài. Mời bà đi chỗ khác, ở đây không chào đón bà, mong bà hiểu cho chúng tôi. Bà An không hiểu gì nên hỏi: cô ta là chủ spa này sao? Không thưa bà, nhưng cô ấy đã đầu tư rất nhiều tiền cho spa này, nên lời cô ấy nói có giá trị thưa bà. Bà An đi về mà lòng ấm ức vô cùng. Bà nghĩ mình không thể để con danh đó qua mặt được. Mà không biết thằng Tuấn đã xin con Hà Ly đầu tư cho mình mở thêm nhà hàng chưa nữa. Cái thằng ngu ngốc lấy được vợ giàu có mà không biết bỏ rút, ngu ngốc đến thế là cùng. Rồi bà An gọi điện cho Tuấn để hỏi dò, thì Tuấn nói vẫn chưa hỏi tiền của Hà Ly. Bà tức lắm nhưng vẫn cố tỏ ra tử tế: con cố gắng giúp mẹ đi, để lâu người ta cho người khác thuê mất thì tiếc lắm con hả. Tuấn thở dài: vâng con biết rồi, có gì tối nay con gọi cho mẹ. Chiều Tuấn về sớm, anh mua tôm hùm về định vợ. Vợ ơi, anh mua tôm cho vợ này. Ly 18 xong đang ngồi sấy tóc, Tuấn ra cầm hai sấy tóc. Vợ để anh sấy tóc cho nhé. Sao hôm nay chồng em về sớm vậy ạ? Trừ những hôm bận đi giải quyết công việc ra thì anh đều về sớm với vợ mà. Sấy tóc xong anh bao tôm cho vợ ăn nhé. Vâng ạ. Sấy tóc xong Tuấn ngồi bao tôm cho tôi ăn. Tôi thấy rất vui và cảm động. Tôi vừa mới cho miếng tôm vào mồm thì Tuấn hỏi: vợ ơi, anh muốn nhờ vợ giúp một việc được không? Tôi nuốt miếng tôm nhưng không trôi, nên tôi nhảy ra nhìn Tuấn: việc gì thế ạ? Anh cứ nói ra, em giúp được thì em sẽ giúp ạ. Em cứ ăn đi đã, rồi anh nói sau. Anh phải nói ra thì em mới ăn được. Anh làm em thỏ mò không ăn nổi tôm đấy. Tuấn gật đầu. Vậy anh nói, giờ mẹ đang muốn mở thêm nhà hàng ở phố Nguyễn Công Trứ. Em có thể giúp mẹ một khoản tiền được không? Một khoản là bao nhiêu mới được? Tôi nói rất vô tư. Tầm 700 triệu thôi vợ ạ. Tôi giật mình. 700 triệu đâu phải ít. Tại em còn có hơn 300 triệu tiền mà thôi. Giờ bố lấy vợ rồi, em cũng hại xin tiền bố lắm. Tuấn mặt dị xuống thất vọng. Sao em phải hại? Bố em nhiều tiền vậy, em xin một ít thì có làm sao? Nhưng nhà hàng của mẹ đang phát triển tốt. Anh khuyên mẹ nên tập trung ở một nơi thôi. Giờ mở thêm lại nhiều rủi ro hơn đó. Nhưng mẹ lên kế hoạch hết rồi. Em giúp mẹ nốt lần này đi. Em cũng biết tính mẹ rồi đấy. Anh muốn khuyên cũng không khuyên được. Tôi lắc đầu từ chối. Đó, em có 300 triệu tiền mặt đó. Anh cầm đưa mẹ đi. Còn số tiền còn lại em không giúp được đâu. Tuấn xị mặt rồi đứng dậy đi rửa tay. Không bao tôm cho nữa. Anh đi đâu thế? Anh không bóc tôm cho em nữa à? Anh đi tắm, em tự bóc mà ăn đi. Tuấn lấy quần áo đi tắm thì Mai gọi. Anh cầm điện thoại vào nhà tắm đóng cửa lại rồi nghe. Anh đã bảo là đừng gọi anh khi anh về nhà mà. Chỉ gọi khi anh đi làm thôi, em quên rồi sao? Tiểu Mai thỏi thẻ qua điện thoại. Dạ em quên mất, em nhớ anh quá, giờ anh sang với em một lát được không? Nhớ cái gì mà nhớ, vừa gặp hai hôm trước mà. Nhưng giờ lại nhớ anh rồi thì em biết phải làm sao. Được rồi, để anh xem đã. Có gì lát anh nhắn tin cho. Dạ vâng, sang đây với em. Em mới nghĩ ra trò mới vui lắm. Tuấn tắm xong đi ra, thấy tôi đã đếm tiền. Anh hỏi: em đếm tiền làm gì vậy? Em có 325 triệu. Anh cầm đưa mẹ hộ em. Anh bảo mẹ mượn tạm ở đâu đi. Rồi sau tới đến sinh nhật em, rồi em xin bố tiền em đưa cho. Tuấn ra ôm lấy tôi, hôn chụt và má nịnh họt. Vâng, em cứ để đó, mai anh mang qua cho mẹ. Với lại sau này, nhà hàng của mẹ cũng để lại cho vợ chồng mình
và cho con mì mà, không đi đâu mà thiệt cả, coi như vợ chồng mình gửi tiết kiệm đi. Tôi yêu chồng nên mù quáng, chồng nói gì tôi cũng thấy hợp lý cả. Dạ vâng. Giờ vợ đi ngủ đi nhé, anh sang nhà thằng Quang hỏi mượn tiền nó vậy. Hai mẹ con ngủ ngoan, là bố về nhá. Dạ, anh đi rồi về sớm với mẹ con em nhé. Tuấn xoa bụng tôi. Con ngoan nhé, bố yêu và thương hai mẹ con nhiều lắm. Vẫn cái bài cũ, tôi lái ô tô sang nhà Quang và để xe đó xong, anh bắt taxi sang nhà cả Mai. Cả Mai, anh hào hứng bế Mai lên phòng ngủ. Hôm nay, em nghĩ ra trò gì vậy? Thực hành luôn đi nào. Cứ bình tĩnh đã, sao hôm nay anh vội vàng thế ạ? Em cứ mở mở thế, ai mà chịu được chứ? Mai lập tức ngồi lên người Tuấn và lột quần áo của anh ra. Sau một hồi ôm trả lời nhau, Tuấn đứng dậy đi tắm để chuẩn bị về. Mai thấy vẻ mặt Tuấn không vui nên hỏi: anh sao đấy, có chuyện gì à? Mẹ anh muốn mở thêm nhà hàng, đang cần tiền mà giờ anh không có tiền để giúp mẹ, anh thấy mình vô dụng quá. Mai cười: anh có cô vợ giàu thế mà, bảo vợ giúp đi. Tuấn thở dài: nó có hơn 300 thôi, còn già nửa nữa mà, không biết phải làm sao bây giờ. Mai nháy mắt: còn em giúp không? Tuấn gật đầu: thật không? Thật ạ, cho em số tài khoản đi, em chuyển cho. Nhưng anh hại lắm, đã không cho em được gì, giờ lại còn nhận tiền của em. Mai ôm Tuấn nhẹ nhàng nói: em không cần tiền, em chỉ cần tình yêu của anh thôi, nên sau này cần gì anh cứ nói, giúp được em sẽ giúp. Tuấn vui vẻ nhận ngay, anh không thể ngờ anh lại có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền như vậy. Vừa được ăn, vừa được nói, vừa được gói mang về, sướng như tiên, chỉ cần anh khôn khéo, không để vợ phát hiện ra là được. Hôn tạm biệt Mai. Em về nhá, anh ngủ sớm đi nhé. Mai nũng nịu: chiều mai anh sang với em nhé, không ngày kia lão già đi công tác về rồi lại khó gặp nhau hơn đấy. Được rồi, chiều mai anh sang, mà anh cũng phải hết sức cẩn thận đấy, không lão già mà biết là chết cả lút. Mai cười say mãnh: anh yên tâm đi, lão già ấy nào gọn trong lòng bàn tay em rồi, lão không thể biết được đâu ạ. Tuấn nhận tiền của Mai, nhưng về nhà anh lại nói dối Hà Ly. Thằng Quang nói cho anh mượn tiền rồi vợ hạ. Nó bảo khi nào có, trả nó cũng được, vì nó cũng chưa cần ngay bây giờ, nên vợ đừng lo gì nhé. Vâng ạ, vậy sang tháng em lựa lời xin bố, rồi em đưa cho anh, để anh trả anh Quang nhé. Chứ mượn anh Quang lâu quá, cũng không hay anh hạ. Tuấn ôm vợ nịnh: vâng, vợ anh muốn thế nào cũng được ạ. Bây giờ vợ con đối với anh là trên hết, còn những chuyện khác có hay không cũng không quan trọng nữa. Vợ hiểu ý anh không? Dạ vợ hiểu. Tôi rút vào ngực chồng thì người thấy mùi thơm lạ lạ. Rõ ràng là tôi mua sữa tắm mùi khác chứ không phải mùi này. Tôi ngửa mặt lên nhìn chồng: người anh có mùi thơm lạ thế. Tuấn sợt mình, anh nhớ ra là anh tắm sữa tắm của Mai, nhưng anh lảng ngay: giờ này vợ có bầu nên mũi của vợ nhạy cảm thế, chưa vợ có thế đâu nhỉ. Anh tắm sữa tắm của vợ mua mà, có cần bây giờ anh đi tắm lại lần nữa cho vợ ngửi không? Thôi hạ, cho do em có bầu nên ngửi mùi gì cũng thấy lạ cả, mình ngủ thôi anh. Tuấn ôm tôi hôn lên trán và chúc tôi ngủ ngon. Tôi nằm gọn trong vòng tay anh, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mai nằm chằn chọc cả đêm không ngủ được, cô lẩm bẩm: giờ mình phải lên kế hoạch hạ từng đứa một. Trước hết mình sẽ hạ gục mụ già A đã, rồi tới con Hà Ly, và cuối cùng là thằng Tuấn khốn nạn, từ từ từng đứa một. Để đảm bảo an toàn cho cô vợ yêu quý, bố tôi mua ô tô cho vợ và có lái xe riêng. Mai dùng tiền để mua chuộc và biến người lái xe thành tay mắt riêng của cô. Sáng nay, Mai ra sân bay đón chồng, đi đường cô hỏi lái xe: anh tìm hiểu giúp tôi vụ kia chưa? Tôi tìm hiểu rồi cô hạ, nhà hàng của bà An ở phố Nguyễn Công Trứ cũng khá đông khách. Nghe nói đồ ăn cũng ngon và thái độ phục vụ tốt hả? Vậy à, vậy mai mình qua đó ăn thử xem sao. Anh lái xe hiểu ý liền hỏi: thế tôi cần phải làm gì ạ? Mai nhây mép: anh dựng một vụ ẩu đả đánh nhau cho tan tành quán luôn đi, tiền không thành vấn đề nhé. Vâng, tôi hiểu rồi hạ. Anh nhớ cẩn thận, đừng để chồng tôi nghi ngờ đấy. Tới sân bay, Mai đưa một xấp tiền cho anh lái xe lau phụ kia rồi dặn:
Chúng tôi về rồi đấy, anh nhớ giữ mồm giữ miệng, kẻo hậu quả khó lường, tôi cũng không giúp được đâu. Vâng, tôi nhớ rồi mà, cô cứ yên tâm. Vừa nhìn thấy chồng, Mai liền thay đổi sắc mặt. Cô chạy ra ôm cổ chồng, cứ như xa cách cả năm không cả vậy. Cô lại khéo mồm, biết cách định chồng nữa. Mọi thứ Mai đều nắm gọn trong lòng bàn tay, và càng ngày Mai càng nguy hiểm đáng sợ. Về nhà, Mai rủ chồng đi ăn ở nhà hàng của bà An, tiện thể xem kịch mà cô đã thuê người giản dựng trước đó. Tôi mới đi làm về thì chồng tôi gọi điện. Vợ tắm giặt, thay quần áo đi, rồi chồng về đón đi ăn cùng bố và dì nhé. Bố vừa gọi cho chồng bảo đấy. Dạ, thế An ở đâu vậy ạ? An ở nhà hàng của mẹ đó vợ. Hôm nay bố và dì muốn đổi khẩu vị. Vâng ạ. Bố tôi và dì tới trước, vợ chồng tôi tới sau. Chúng tôi vừa tới quán thì thấy ở trên tầng 2 của quán đào loạn hết lên. Tiếng quát tháo là hết đập bàn đập ghế ở Mỹ hết cả lên. Tuấn hốt hoảng. Có chuyện gì thế nhỉ? Sao ở Mỹ thế anh? Anh không biết, để anh lên xem sao. Tuấn xuống xe và chạy thẳng lên tầng 2. Tôi xuống theo sau và gặp bố tôi và dì Mai đang ngồi ở tổng hột. Thấy tôi, bố tôi vẫy. Hà Ly ơi, bố ở đây. Tôi lại lễ phép chào. Con chào bố, con chào dì ạ. Dì Mai cười. Con tới rồi à, thế thằng Tuấn đâu? Anh ấy vừa chạy lên tầng 2 xem có chuyện gì. Mà có chuyện gì thế ạ? Bố tôi lắc đầu. Bố cũng không rõ, nghe như là cho đồ ăn có dán hay sao ấy. Sau nhà hàng cứ chối không nhận lỗi, nên mới đánh nhau ở Mỹ thế đó. Phải một lúc sau, công an tới thì đám hỗn độn ấy mới kết thúc. Công an cũng được Mai mua chửa rồi, nên bà An chả thể làm gì được. Giải quyết xong việc, bà An và Tuấn đi xuống. Bà An chắc ngại với nhà thông gia, nên bà chỉ chào hỏi rồi đi vào luôn. Dì Mai làm như không biết gì, hỏi Tuấn. Có chuyện gì vậy Tuấn? Sao ở Mỹ thế hả con? Tuấn có vẻ không vui. Dạ số đen thế, không biết tại sao trong đồ ăn có một con rán lại gào khách khó tính. Họ quát tháo ghê quá, rồi nhân viên không chịu được cãi lại. Thế là đánh nhau, họ đập vỡ hết đồ, còn đòi kiện nhà hàng mình nữa. Dì Mai ra vẻ hốt hoảng. Eo, rán à? Kinh thế, dì sợ rán lắm ấy. Hà Ly, có sợ rán không con? Tôi phủn rất sợ rán, nên nghe thôi đã sởn hết da gà rồi. Dạ, con sợ rán nhất luôn đó. Rồi dì Mai đưa đẩy thêm. Đồ ăn vào miệng nên tuyệt đối phải sạch sẽ và đảm bảo. Tự dưng đang ăn, thấy con rán nào lù lù đó thì ai dám ăn. Nên khách bực là phải thôi mà. Vâng, coi như số mỉ đen đi, tổn thất lần này cũng khá nhiều đấy hả? Bố tôi liền bảo Tuấn. Thôi, coi như của đi thay người vậy, giờ chúng ta ăn thôi, đồ ăn nguội hết cả rồi. Rồi bố tôi gắp đồ ăn cho tôi. Hà Ly đang có thai, con ráng ăn nhiều vào nhé. Thế đã mua sữa bầu uống chưa? Dạ con chưa, con để qua 3 tháng hết nghén rồi con mua uống ạ. Dì Mai thấy bố gắp đồ ăn cho tôi, dì có vẻ không vui, dì xịm mặt xuống. Không biết em có bầu, anh có thương em như vậy không nhỉ? Bố tôi liền gắp cho dì Mai và bảo. Anh lúc nào cũng thương em mà, nhưng thấy anh nhiều tuổi rồi, anh nghĩ mình có con, đó là chuyện rất xa vời đó. Dì Mai phản đối ngay. Anh mới có 45 tuổi thôi, mà sao lại xa vời ạ? Người ta 70 tuổi vẫn lấy vợ sinh con đó, hay là anh không muốn có con với em? Bố tôi thấy dì Mai giận dỗi thì cuống quýt lên xin lỗi. Tự dưng lúc đó tôi nhận ra, từ lúc lấy dì Mai, bố tôi thay đổi tính hết hẳn. Chưa ông gia trưởng lắm, ông nói một là một, hai là hai. Chưa bao giờ ông sống mà phải nhìn sắc mặt của người khác cả. Ngày trước, mẹ tôi còn sống cũng vậy. Mẹ luôn làm theo ý của bố tôi. Mẹ luôn chịu thiệt thòi về mình. Trước khi làm việc gì, mẹ cũng mạn bạc và hỏi ý kiến của bố tôi. Nếu bố đồng ý thì mẹ tôi mới làm. Vậy mà bây giờ, thì bố cưng chiều dì Mai hết nước như vậy, tôi lại thấy chạnh lòng. Tôi thương mẹ. Nhưng thôi, mọi chuyện đã qua hết rồi mà, tôi còn lý do gì để mà buồn phiền nữa. Ngồi ăn, nhưng mắt dì Mai cứ liếc nhìn Tuấn. Nhưng Tuấn không để ý vì anh còn đang buồn phiền về cái vụ ẩu đả hồi nãy. Tuấn vào trong hỏi mẹ. Tại sao đầu bếp lại không để ý và phát hiện ra con rán to như vậy chứ? Họ làm ăn kiểu gì vậy? Bà An tự điên lên. Làm sao mà mẹ biết được mà có mấy người hiếu kỳ
còn lấy điện thoại quay video nữa, rồi lại đưa lên mạng cho mà xem. Ôi, đau hết cả đầu. Tuấn cao có, thế thì còn ai dám tới nhà hàng của mình ăn nữa. Mẹ nhắc quản lý phải quản thật chặt chẽ vào, đừng bao giờ để xảy ra sự việc tương tự nữa, nếu không là không ổn đâu. Mẹ biết rồi, tại mẹ đang chuẩn bị khai trương cơ sở 2 nên bận chóng cảm hạt, chứ ngày trước có bao giờ bị như vậy đâu. Tuấn đang định về thì bà An kéo lại. À, tự dưng lại hụt 50 triệu, con cho mẹ mượn nhé. Con vừa đưa mẹ 700 triệu hôm trước mà, vẫn thiếu là sao? Thiếu 50 nữa là đủ mà, con phải xin con Hà Ly cho mẹ đi, nó thiếu gì tiền? Tuấn lắc đầu. Con Hà Ly nó hết tiền rồi, hôm nọ con phải lấy của con Mai đấy. Bà An tròn xoe mắt ngạc nhiên. Con vừa nói cái gì thế? Tuấn biết mình lỡ mồm nên vội chữa. À, con mượn tạm của thằng Quang, vì con Hà Ly nó có hơn 300 triệu. Nó bảo hôm nào nó xin bố nó tiền rồi đập vào chỗ thằng Quang cho mượn. Nó không có nhiều tiền đâu, nên mẹ bớt ảo tưởng vì có con dâu tỷ phú đi. Bà An bĩu môi. Nhưng bố nó có nhiều tiền, tại nó không biết nịnh bố nó đấy. Con phải bảo nó chịu khó nịnh bố nó vào, kẻo con Mai nó hốt hết đấy. Lúc tay trắng lại ngồi mà khóc. Tuấn cười đắc ý. Tiền của ai thì cũng phải tay con hết thôi mẹ à. Bà An không hiểu gì cả, cứ gặng hỏi Tuấn. Con nói vậy là có ý gì đấy? Mẹ không cần bận tâm những chuyện đó nữa đâu. Ngày mai con sẽ đưa cho mẹ 100 triệu nữa. Thôi, con xuống đưa Hà Ly về đây. Cứ để nó ngồi một mình thế kia cũng tội. Ăn xong, bố tôi và dì về trước. Còn tôi ngồi lướt Facebook đợi Tuấn. Vừa mới vào xem mà đã thấy clip vụ ẩu đả ở nhà hàng rồi. Sao lại nhanh như vậy chứ? Rất nhiều người chia sẻ ở Mỹ hết cả lên. Thế mà tôi lo lắng, Tuấn lại gần hỏi. Vợ mệt à? Anh ơi xem này. Tuấn nhìn vào điện thoại rồi mặt cau có khó chịu. Nhanh vậy sao? Ai, điên thật đấy. Giờ phải làm sao hả anh? Cứ về nhà rồi tính, chứ giờ anh biết làm sao? Mai về nhà mở mạng ra xem rồi cười đắc ý. Mới mở đầu thôi mà, mình sẽ làm cho bà ta phải đóng cửa. Để xem bà ta còn phích mặt lên nữa không. Tự dưng Mai thấy bụng khó chịu, lại thấy buồn nôn, cô lẩm bẩm. Sao bộ mình khó chịu thế nhỉ? Mai đi vào phòng, cô chợt nhớ ra là cô đã trễ mấy ngày rồi. Hay là mình có thai? Mai hoảng quá, lần nào quan hệ xong, Mai lại lén uống thuốc tránh thai mà, sao lại dính bầu được nhỉ? Sửa mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu mà lại dính bầu, bự thật. Rồi Mai ngồi tính lẩm bẩm. Cô đã rất cẩn thận, nhưng có mấy lần Tuấn sang với cô khi chồng cô đi công tác, có lần cô đã quên không uống thuốc. Vậy là dính bầu với Tuấn sao? Mai thấy lo lắng nên không ngủ được, cô mong tới sáng để đi khám. Trên đường đi khám, Mai cứ cầu trời khấn Phật là không phải cô dính bầu mà chỉ là bụng dạ có chút vấn đề thôi. Thật lòng bây giờ cô chưa muốn có con vì cô còn bao nhiêu việc chưa làm xong mà. Nhưng sau khi khám, bác sĩ lại báo tin mừng là cô đã mang bầu, khiến Mai buồn bã. Cô liền hỏi bác sĩ. Tại bây giờ tôi chưa sẵn sàng để có con, tôi muốn bỏ cái thai đi, có được không hả bác sĩ? Bác sĩ nhìn Mai ngạc nhiên. Sao chị lại chưa sẵn sàng có con vậy chị? Nhà chị tôi tưởng bây giờ đang rất mong có con cơ. Mai nói dối. Vấn đề là năm nay sinh con sẽ không hợp tuổi với bố nó. Với lại chồng tôi rất kỹ tính trong chuyện con cái này. Ông sợ không hợp tuổi sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Anh cũng biết nhiều người trong giới kinh doanh họ rất kỹ tính mà. Bác sĩ thở dài. Thôi được rồi, để tôi khám lại cho chị rồi xem có tiến hành phá thai luôn được không nhé. Nếu được thì chị làm luôn cũng được. Mà tôi cũng không hiểu những người giàu có như các chị lại khắt khe trong đường con cái như vậy đó. Những người nghèo như chúng tôi, con cái là lầu trời cho, chúng tôi trân trọng lắm. Mai ngồi im không nói gì cả. Khám cẩn thận xong, bác sĩ ngồi phân tích cho Mai. Chị đã từng phá thai một lần phải không? Mai cúi đầu. Vâng. Lần đó phá thai có chủ trạc phải không chị? Mai ngạc nhiên. Sao anh biết ạ? Vì chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp như chị rồi. Lần đó chị phá thai khi cái thai đã quá lớn phải không? Mai khởi đầu. Lúc đó cái thai đã gần 4 tháng. Vậy mà bà An và Tuấn bắt cô phải phá. Càng nghĩ nỗi hận trong lòng Mai lại trào dâng. Mai nhòe đi, cô khẽ hỏi.
Thế giờ có làm được không ạ? Bác sĩ nhìn Mai rất nghiêm túc. Giờ phá được thôi, nhưng sẽ để lại di chứng. Có thể sau này chị sẽ không có thai được nữa đâu. Tốt nhất là bây giờ chị về bàn bạc với chồng chị đi, rồi đến đây gặp tôi. Chị đồng ý chứ? Mai ra về mà lòng bác muộn phiền. Về tới nhà, cô lên phòng nằm. Ông Thành về thế vậy sốt sáng hỏi: Em ơi, em mệt à? Mai lắc đầu rồi nhắm mắt vào ngủ tiếp. Ông Thành liền đi xuống nhà hỏi chị giúp việc. Vợ tôi cô ấy bị ốm rồi, chị đi mua gì mổ về cho vợ tôi ăn đi. Chị giúp việc gật đầu: Vâng thưa ông chủ. Lúc sáng thế bà chủ bảo là đi khám, không biết bà có bị sao không, tôi bận nên chưa hỏi được. Đi khám à, để tôi lên xem thế nào. Ông Thành vội lên phòng sở chán Mai: Hơi nóng này, sáng em đi khám à? Thế bác sĩ nói sao? Em làm anh lo quá. Mai thở dài không muốn trả lời, nên cô chủ tranh kín mặt. Ông Thành thấy lo lắng nên mới lở chan ra, thì nhìn thấy tờ giấy siêu âm của vợ. Ông đọc và mắt sáng lên: Em có thai rồi sao? Mai vội lở chan ra lở giọng ngay: Vâng, em có thai rồi đó, nhưng em không có vui. Ông Thành ngạc nhiên: Sao em lại không vui? Có con là có lầu trời cho mà. Em có biết anh vui mừng như thế nào không hả? Vợ ơi, em tuyệt vời quá. Anh yêu em và yêu con. Mai làm bộ giận dỗi: Cái Hà Ly nó có thai thì anh chuẩn bị bao thứ cho nó. Không biết em có thai rồi, anh có quan tâm mẹ con em như vậy không nhỉ? Chắc không bằng nó đâu. Càng nghĩ càng tủi thân. Nhớ lại cái hôm đi ăn, anh quan tâm nó mà em chạnh lòng. Ông Thanh ôm Mai giải thích: Không phải vậy đâu em, anh lúc nào cũng thương vợ và các con như nhau mà. Tất cả mọi thứ của anh sau này đều chia đều hết. Anh sẽ không để ai phải thiệt một chút nào đâu. Mai vẫn phụng phịu cái mặt: Kể cả em đẻ cho anh thằng cu thì anh vẫn chia đều hay sao? Vô lý hết sức, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Nghe từ con trai thì ông Thanh sáng mắt lên: Nếu con trai thì anh sẽ xem xét lại. Con trai sẽ thừa kế lại công ty của anh. Vậy là hơn con gái nhiều rồi đấy. Mà đã biết con trai hay con gái rồi hả em? Chưa ạ, nhưng linh cảm của em là con trai. Và từ trước tới giờ linh cảm của em luôn đúng anh ạ. Ông Thanh ôm Mai mãn nguyện lắm. Ông chẳng thể ngờ đến cái tuổi này ông lại sắp có con. Lại là thẳng con trai để ông nhờ vả lúc về già. Mai thấy chồng có vẻ rất mong con thì quất thẳng lưỡi: Thôi thì để nó lại vậy, biết đâu nó lại có lợi cho mình. Tối đó, ông Thanh gọi cho Hà Ly và Tuấn Sang để đi ăn mừng cái vụ Mai có thai. Hà Ly rất vui, cô thấy mừng cho bố. Thế là cô sắp có em như thế quá tốt, sau này có người chăm sóc bố giúp cô nữa. Nhưng Tuấn hơi bất ngờ và Tuấn có vẻ không được vui khi nghe tin dì Mai có thai. Tại nhà hàng, ông Thanh luôn mồm nhắc tới đứa bé trong bụng, khiến Tuấn khó chịu. Mai dường như nhận ra sự khó chịu đó, cô ngồi ăn và lảng sang chuyện khác. Rồi ông Thanh còn tính, Hà Ly đẻ trước dì Mai gần 2 tháng, như vậy sau này hai đứa sẽ đi học cùng nhau. Hà Ly thấy bố vui mừng như vậy, cô cảm thấy rất yên tâm. Cô cũng phải công nhận một điều là từ khi bố cô lấy dì Mai, ngày nào cô cũng thấy bố cô vui vẻ tươi cười. Phận lòng con gái như cô cũng cảm thấy yên lòng. Đêm đó về, Tuấn không ngủ được. Anh ra hải lang hút thuốc suy nghĩ mãi. Và Tuấn còn cảm thấy lạ là anh thấy rất buồn khi nghe tin Mai có thai. Cái cảm giác đó khó tả lắm. Rồi Tuấn tự vào phòng mặt mỉ lẩm bẩm: Mày bị sao thế hả Tuấn? Chẳng lẽ mày ghen ư? Đang miên man suy nghĩ thì Mai gọi tới. Tuấn nhìn vào thấy Hà Ly đã ngủ say rồi. Anh đóng cửa ra tít phía xa nghe máy. Gọi bảo gì? Sao anh nói chuyện khó nghe thế? Tuấn gắt lên: Cô biết rồi còn xả vờ ngây ngô à? Từ giờ cô đừng làm phiền tôi nữa. An phận bên lão giả đó đi nhé. Sao anh lại nói thế? Anh hết thương em rồi sao? Giờ cô có thai với lão giả ấy rồi, cô bảo tôi phải thương cô như thế nào đây? Mai bật cười: À em hiểu rồi, như để em báo tin buồn cho anh nghe nhé. Cái thai này là của anh chứ không phải của lão giả đâu. Em còn đang đau hết cả đầu, chưa biết phải làm thế nào với nó đây này. Tuấn hoang mang: Em không đùa anh chứ? Chuyện đậu trời thế mà em dám lôi ra để đùa được hay sao? Em đang tính đi phá đây, để lại thiếu quá mạo hiểm,
Nhỡ đẻ nó ra nó sống anh y đúc thì chắc lão ta chôn sống em và nó luôn ấy. Vậy chiều mai gặp nhau rủ nó nhé, giờ nó không tiện. Vâng hạ. Tuấn thấy vui vẻ hẳn, anh không còn khó chịu như lúc nãy. Anh vào phòng nằm ngủ ngon lành. Âu Thanh bắt đầu tìm hiểu về những vấn đề liên quan tới bà mẹ mang thai để có thể chăm sóc Mai tốt hơn. Ông có liên cả danh sách những thức ăn tốt cho mẹ bầu. Ông nghiên cứu thật kỹ rồi còn thuê bác sĩ riêng để chăm sóc tại nhà cho Mai. Trước khi đi công tác, ông Thanh dặn chị giúp việc rất nhiều. Xong xuôi ông mới đi, ở nhà Mai đi ăn với Tuấn. Em nói cái thai là của anh, chuyện đó là thật chứ? Vâng, không tin anh làm xét nghiệm đi. Tuấn nắm tay Mai. Anh tin em mà, em định thế nào? Mai thở dài. Em không biết nữa, đang tính bỏ đi. Đừng bỏ. Tuấn bảo Mai, để đẻ đi, anh sẽ lo cho em và nó. Mai xịm hả ra, anh lại trêu em mà. Tuấn nói với cái giọng an an hồi lỗi. Vì ngày trước, anh từng có lỗi với em và con rồi, giờ con quay trở lại với chúng ta, anh không muốn mình có lỗi với con nữa. Mai nghĩ thầm trong bụng, lại văn vở à, chưa thì bắt bỏ bằng được, giờ trong hoàn cảnh trớ trêu thì lại muốn giữ con lại. Anh nói thì ai mà tin được. Nghĩ vậy thôi, nhưng Mai không nói ra, cô chợt nghĩ ra một ý rất hay và có lợi. Mình sẽ để đứa bé này lại, sau này mình sẽ rủ nó để trả thù Tuấn. Tuấn sẽ thê thảm dưới tay Mai. Từ khi có thai, Mai trở thành bà hoàng. Cô muốn làm gì cũng được. Tiền trong tài khoản càng ngày càng tăng. Để tặng quà sinh nhật cho vợ yêu, ông Thanh sẵn sàng mua siêu xe hơi chục tỷ cho vợ. Và Mai cũng tranh thủ góp tiền để phòng thân sau này. Nhưng sủ bận, nhưng Mai vẫn không quên cái vụ đánh sập nhà hàng của bà An. Mỗi tháng, Mai xảy ra ba vụ bê bối về thức ăn bẩn, nên nhà hàng của bà An ít khách hẳn. Cơ sở 2 cũng không khai trương được vì chủ của ngôi nhà đó tự dưng không bán nữa và hủy hợp đồng. Họ sẵn sàng bồi thường tiền và yêu cầu bà An đi tìm địa điểm khác, khiến bà An rất bực bội nên tạm thời bỏ ngừng lại để kéo cơ sở 1 thoát khỏi vụ lùm xùm kia đã. Khi nào phủ lại rồi tính, nhưng càng kéo thì nhà hàng lại càng ít khách, sắp tới có khả năng phải đóng cửa. Nên bà An lo lắng đứng ngồi không yên và bà cầu cứu Tuấn. Con xem tìm cách giúp mẹ đi, giờ mà đóng cửa thì chết đấy, mẹ biết phải làm sao bây giờ. Có cách này, nhưng mẹ có đồng ý không? Cách gì vậy? Mai nói sẽ giúp nhà hàng trở lại như trước. Vấn đề là mẹ có chịu hay không? Bà An gắt lên. Sao lại là con Mai? Nói lẽ ra là con Hà Ly mới đúng chứ. Tuấn lắc đầu ngán ngẩm. Con Hà Ly nó ngu lắm, có biết cái gì đâu. Chỉ có con Mai, nó mới giúp mẹ con mình được thôi mẹ hạ. Bà An liền túm lấy Tuấn nói nhỏ. Đừng nói với mẹ là mày đang quay lại với con Mai nhé. Tuấn khản ra. Chuyện đó mẹ không cần phải lo đâu. Giờ mẹ cứ im lặng thôi. Mọi thứ đã có con Mai lo liệu rồi. Tin con đi, mẹ sẽ có một cuộc sống sung túc như ý mẹ. Bà An ậm ừ. Đấy, con lớn rồi thì con tự quyết định đi. Mẹ không can thiệp. Nhưng có lợi cho mình thì hãy làm. Tuấn cười đầy tự tin. Con hiểu mà. Tuấn đến tìm Mai, muốn nhờ phả Mai cái vụ vay vốn để cho bà An mở nhà hàng. Nhưng Mai từ chối khéo không cho mượn. Tuấn có vẻ thất vọng lắm. Về nhà anh chút giận lên người Hà Ly. Sao bếp lạnh tanh thế này? Em không nấu cơ mà. Hà Ly nhẹ nhàng bảo. Tại em hơi đau bụng, em định nằm một tí rồi dậy nấu. Nhưng em lại ngủ quên mất hạ. Để giờ em nấu hạ. Chị giúp việc về quê lâu thế à? Dạ, nhà chị có việc hạ, chắc phải mấy hôm nữa mới lên. Tuấn nằm dài trên ghế sofa. Thế em nấu cơm nhanh đi, anh đói quá. À, nấu cả cho mẹ nữa nhé, mẹ bảo sang nhà mình ăn đấy. Dạ vâng. Hà Ly nấu cơm chín thì mới thấy bà An đi sang. Hà Ly dọn cơm ra, bà An chê. Đồ ăn như cho lợn ăn thế, ai mà nuốt được, nhà giàu mà kiệt sỉ vậy à? Hà Ly gãi đầu. Tại con ngủ quên nên muộn quá, không đi mua được. Nhưng thức ăn đều là đồ mới mà mẹ. Thức ăn này thì ăn gì, gọi người ta ship cho thiếu gì. Dạ, vậy mẹ chờ để con gọi hạ. Hà Ly lấy điện thoại gọi đồ thì bà An hỏi Tuấn. Con đã hỏi cái Mai chưa con? Tuấn nhăn nhó. Con hỏi rồi, chẳng biết hôm nay nó ăn phải cái gì mà nó lại không cho mình mượn tiền. Lạ thế.
Bà An khó chịu. Thế giờ phải làm sao hả con? Con không biết. Rồi bà An chợt nói, để mẹ hỏi con Ly xem sao, bảo nó phải mượn tiền bố nó ấy, bố nó thiếu gì tiền đâu. Đấy, tùy mẹ, mẹ muốn làm gì thì làm. Hà Ly vừa đi xuống thì bà An thay đổi thái độ ngay, lời tức ngọt như mía lùi. Hà Ly, ra đây mẹ bảo. Mẹ bảo gì con ạ? Chuyện là thế này, nhà Hà kia tạm thời mẹ xử lại, nhưng vì nguyên vật liệu quá trời luôn nên bỏ đi thì uổng lắm. Mẹ tính chuyển sang phố bên cạnh mở tiếp, nhưng mà đợt này mẹ kẹt quá, con có thể cho mẹ mượn tạm 300 triệu không? Hà Ly gãi đầu gãi tai, vì đợt này cô không có tiền, vì tiền lần trước đã chuyển cho bà An hết rồi còn đâu, thậm chí cô còn phải vay của bố cô nữa rồi. Dạ, đợt này con cũng không có tiền mẹ hạ. Cha con trêu mẹ phải không? Người như con mà không có tiền thì ai mới có tiền đây? Con hết thật rồi hả mẹ? Tuấn lúc này mới lên tiếng. Con đã bảo Hà Ly không có tiền rồi mà mẹ đâu có nghe con. Hà Ly chỉ có cái mác con ông chủ tịch thôi, chứ tiền thì không có thưa mẹ. Hà Ly nghe chồng nói vậy thì lòng cô nặng trĩu. Sao Tuấn lại thay đổi nhanh như vậy? Có phải khi cô không có tiền trong tay thì người đầu tiên khinh rẻ cô là chồng cô ư? Bà An bảo, sợ mẹ cẩn lắm mà không biết mượn ai, con giúp mẹ nốt lần này được không? Nếu con không còn tiền thì con phải mượn của bố con. Ông tỷ phú thiếu gì tiền đâu, 300 triệu có nhảm nhò gì đâu phải không Tuấn? Tuấn lắc đầu. Thôi mẹ, mẹ đừng làm khó Hà Ly nữa, cô ấy sĩ diện cao lắm. Giờ mẹ bảo cô ấy phải mượn tiền bố cô ấy thì cô ấy ngại không phải đâu. Mẹ bỏ ý định đó đi nhé. Hai mẹ con Tuấn kẻ tung người hứng, khiến Hà Ly không nói lại được câu nào. Bà An bĩu môi. Mẹ tưởng con gái ông chủ tịch phải như thế nào chứ, như vậy cũng bình thường thôi à, thất vọng thật. Tuấn khát gỏng. Thôi đi ăn cơm, con buồn ngủ rồi, mẹ nói nhiều làm gì cho mệt vậy. Bà An bật khóc nức nở. Khổ thật, cái số của tôi khổ thật đấy, nghĩ mà chán đời. Hà Ly thấy mẹ chồng khóc thì vội vàng. Mẹ ơi đừng khóc nữa, có gì thì từ từ con tính ạ. Bà An mắt sáng rỡ lên, liền lau nước mắt. Thật không, con hứa đi, con mau hứa đi. Hà Ly thở dài. Vâng, con hứa. Bà An vui vẻ trở lại. Nào, mình đi ăn cơm thôi, mẹ đói quá. Ăn cơm xong, bà An về nhà, trước khi về bà còn dặn. Con nhớ gọi cho bố con đi nhé, có gì sáng mai báo cho mẹ. Vâng, con biết rồi. Thấy Hà Ly ngồi buồn buồn, Tuấn Giao ôm cổ vợ nịnh hót. Em cố giúp mẹ nhé, mẹ làm tất cả vì vợ chồng mình thôi mà. Khổ, anh khuyên mãi mà mẹ có nghe đâu. Em cố gắng giúp mẹ vậy, coi như là mình gửi tiết kiệm, sau này để cho con mình em nhé. Dạ. Tuấn ôm rồi hôn nịnh vợ. Anh yêu vợ và thương con nhiều lắm, con ngoan nhé, bố mẹ yêu thương con. Hà Ly cảm thấy thở tệ, khi không có tiền thì thái độ của Tuấn và bà An với cô, khá lúc có tiền thì thái độ lại khác. Cô không biết đằng nào mà lần cả. Sửa ba xong, Hà Ly lên phòng thì Tuấn đã ngủ từ bao giờ. Cô cảm thấy mình bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình. Tuấn giống như người khách trọ vậy, vui thì ở mà chán thì lại đi. Hà Ly pha cốc sữa bầu rồi uống xong, cô lên giường nằm thì Tuấn ngáy to quá khiến cô không thể ngủ được. Cứ chằn trọc mãi nhưng không thể trở mắt. Hà Ly liền xuống dưới nhà, cô mở điện thoại ra và ngắm nghía những bức ảnh ngày trước cô chụp cùng với bố, cái thời chưa lấy chồng. Nghĩ lại sao lúc đó vui vẻ và hạnh phúc đến thế. Rồi tự dưng có điện thoại là bố cô gọi. Bố ơi, sao giờ bố còn chưa ngủ ạ? Bên này lạnh, lại lạ nhà nên bố khó ngủ. Mà sao con ngủ muộn vậy con gái? Sau một hồi hỏi han, Hà Ly đánh liều hỏi mượn tiền bố và bố có đồng ý ngay. Từ trước tới giờ, chỉ cần cô nói là bố cô đồng ý hết. Giờ cô mới nhận ra, chỉ có bố cô mới thương yêu cô vô điều kiện, còn lại tất cả là phải có điều kiện mới thương cô. Cô biết rõ là vậy, nhưng vì yêu Tuấn, vì thương đứa con trong bụng, cô thẳng lưỡi cho qua. Bố Hà Ly gọi cho dì Mai, bảo Mai mang tiền sang nhà cho Hà Ly. Dì Mai tức lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Dạ, mình cho con gái mình, em không bao giờ tiếc. Nhưng em khẳng định với mình là cái Hà Ly nó lại bị mẹ chồng nó ép rồi. Bà ấy đã mượn hết tiền của nó để mở nhà hàng,
như làm ăn không ra gì, sở tiệm, rồi lại bắt nó phải mượn tiền tiếp đấy. Người gì mà tham lam, chắc gì bà ấy đã thương cái Hà Ly nhà mình. Anh cũng nên tỉnh táo để nhìn nhận mọi chuyện anh nhé. Thế Thảo Tuấn, nó không có ý kiến gì khi mẹ nó vậy sao? Ôi trời ơi, Thảo Tuấn có cùng một ruột với mẹ nó thôi anh. Trước nó lấy cái Hà Ly là do ý của mẹ nó thôi. Hai mẹ con nó chỉ mấy tiền thôi anh ạ. Khi nào anh về, em kể cho anh nghe tiểu sử về mẹ con nhà Thẳng Tuấn nhé. Bố Hà Ly nghe xong thì thở dài thất vọng, nhưng ông vẫn bảo dì Mai mang tiền sang cho Hà Ly. Ông cũng muốn tìm hiểu xem những lời dì Mai nói có đúng không. Còn như 300 triệu đó để mua lấy sự thật về nhà thông gia, ông nghĩ cũng đáng. Dì Mai cũng không phải dạng vừa, dì gọi thêm hai người nữa đi cùng vì dì có ý đồ riêng. Nghe Hà Ly báo tin, bà An đã sang từ sớm để chờ lấy tiền rồi. Vừa thấy Mai tới, mắt bà đã sáng lên. Tiền tới rồi, tiền tới rồi. Hà Ly thấy Mai thì hơi ngại cúi đầu chào. Có chào gì? Dì Mai khẽ cười. Ủa, bà thông gia cũng ở đây à? Bà An khẩn khẩn. Vâng, tôi cũng mới tới. Dì Mai cười mỉa. Lâu rồi không gặp, dạo này trông bà xuống sắc quá. Chắc nhà hàng đóng cửa nên bà suy nghĩ nhiều phải không? Bà An giận tím mặt, nhưng vì 300 triệu, bà nuốt nỗi nhục vào bụng, bà cười gượng. Tôi vẫn rất ổn mà, làm gì tới nỗi đó? Rồi dì Mai thản nhiên hỏi Hà Ly. Có phải có mượn tiền cho mẹ chồng con phải không? Con đừng xấu gì nữa, dì nhìn mẹ chồng con là dì hiểu liền à. Người dì mà tham lam, cha tham lam tới lúc chết luôn nhỉ? Bà An tức lắm không nhịn được nữa, bà gầm lên. Tiền thì ai chả tham, cô cũng vậy mà. Chẳng phải cô lấy bố Hà Ly cũng là vì tiền sao? Giờ mồm mồm ra nói mà không biết nhục à? Dì Mai cũng gầm lên. Bà thích thái độ đúng không? Vậy để tôi mang tiền về, một xu bà cũng không nhận được. Thế nào, ý bà thế nào đây? Bà An im hẳn, còn Hà Ly thì sợ quá, vội chạy ra chỗ Mai. Dì ơi, có xin gì? Cảm hẹ nữa, có xin mẹ, hai người đừng làm ổn lên nữa, có xin hai người đấy. Ly thấy dì Mai và mẹ chồng căng thẳng quá thì vội can ngăn, tiện thể dì Mai mang Ly xối xả. Mày ngu vừa vừa thôi chứ, năm lần bảy lượt vì mẹ chồng mà mày về nhà xin tiền cho bà ấy, mày không thấy ngại à? Con với cái không được cái tích sự gì, bố mày cũng thất vọng về mày lắm, chẳng qua ông ấy không nói ra thôi. Tôi ấp úng không nói thành lời, bà An liền bênh tôi. Nó xin tiền của bố nó, chứ nó có xin tiền của ai đâu mà ngại. Cô nói ngu như bỏ ấy. Dì Mai điên máu quay đít ra về. Được, bà nhớ những gì bà nói đấy. Hà Ly vội chạy theo. Dì ơi, con xin gì? Dì bình tĩnh lại đi gì? Dì nghe con nói đã. Dì Mai chửng mắt nhìn tôi. Mày xem, bà ấy đã nói với dì mày như vậy đấy. Có đáng để cho mượn tiền không? Tao không cho mượn nữa, để xem bà ấy còn phách mặt lê không. Bà An thấy dì Mai định mang tiền về mới hạ giọng xuống. Thôi, có gì không phải thì cô bỏ qua cho. Đã mang tiền sang đây rồi, còn mang về làm gì nữa? Tôi cũng năn nỉ gì. Có xin gì bỏ qua cho mẹ chồng con gì nhé. Còn hứa sau này sẽ trả lại gì tiền hạ. Rồi gì đưa tiền cho con mượn nha. Dì Mai phênh mặt lên. Được thôi, nhưng con bảo bà ta xin lỗi gì đi. Nhanh, kẻo gì đổi ý, gì mang tiền về thật đấy. Tôi vội vàng xin lỗi thay mẹ chồng. Vậy để con xin lỗi thay mẹ chồng con nhé. Con xin lỗi gì hả? Có gì dì bỏ qua cho mẹ chồng con nhé. Dì Mai trợn mắt lên. Tao không chấp nhận nhé. Chính mồm bà ấy nói nhé. Không nói thì tao mang tiền về. Bà ấy sai thì bà ấy phải xin lỗi tao, chứ không phải là mày. Mày nghe chưa? Tôi nháy nháy cho mẹ chồng ra xin lỗi dì Mai một câu cho xong, để chấm dứt mọi lằng nhằng tại đây đi. Bà An cũng sợ không được cầm tiền nên lí nhí. Tôi xin lỗi, tôi hơi nặng lời, cô bỏ qua nhé. Bà Mai bật cười. Bà nói cái gì cơ? Nói to lên, tôi không nghe thấy gì hết. Lần này bà An nói to và rõ ràng. Tôi xin lỗi, tôi hơi nặng lời, có gì cô bỏ qua nhé. Dì Mai sau khi làm bẽ mặt bà thâu ra và xỉ nhục tôi chán chê thì dì cũng dừng lại phản hỏi. Được rồi, đấy, ngay từ đầu bà ngoan ngoãn như vậy thì mọi chuyện đã khác rồi. Bà căng với ai chứ đừng căng với tôi chỉ thiệt thân thôi. Đây, tiền đây, 300 triệu nhé. Bà đếm xem có thiếu đầu nào không. Bà An bự rỡ
đưa tay ra để nhận tiền thì Sỉ Mai lại cố tình để tiền rơi xuống đất. Gió thổi tiền bay tứ tung khắp sân. Vì Sỉ đã cố tình làm thế để sỉ nhục bà An, mà bà An ớ lên một tiếng: "Ơ, tiền, tiền." Sỉ Mai giả vờ hốt hoảng: "Thôi chết, bay tứ tung rồi. Đã bảo chú quản lý chút tiền chặt vào thì chú không nghe, mà tự dưng gió thổi mạnh thế." Tôi thế phải liền cú xuống nhà từng tờ tiền một. Cả bà A nữa, bà cũng vội vàng ngồi xuống nhà từng tờ tiền xếp gọn lại. Sỉ Mai nhìn thấy vậy, trong lòng hải hê lắm, sỉ cười mỉa mai: "Vậy bà Thông Gia và Hà Ly nhà tiền hộ tôi nhé. Giờ tôi có việc nên xin phép về trước đây. Hai người cứ từ từ mà nhặt, không phải vội đâu. Đủ 300 triệu, không thiếu tờ nào đâu mà sợ nhé." Tôi ngẩng lên chào dì: "Vâng, dì về nhé, cảm ơn dì." Trước khi về, dì còn mỉa mai thêm: "Mượn tiền thì nói hay lắm, mượn được thì trả được. Tiền chứ không phải là giấy lộ đâu, đừng để đến lúc người ta đi đòi thì lại cho lì cái mả ra không trả nhé. Già rồi, sống để đức cho con cho cháu, đừng để người ta chửi vào mặt nữa. Nghĩ nó chán." Bà An cứ mải mê nhà tiền, không quan tâm dì Mai nói gì, nhưng tôi thì thấy nhục nhã lắm. Vì 300 triệu mà dì sỉ nhục tôi và mẹ chồng tôi một cách không thương tiếc. Vậy mà bà An vừa nhà tiền vừa cười hề hề, không biết liêm sỉ và sĩ diện của bà ở đâu nữa. Nếu là tôi sẽ chẳng bao giờ thèm cầm những đồng tiền nhục nhã này, dù có chết đói tôi cũng không thèm. Nhà tiền xong, tôi đưa mẹ chồng và bảo: "Mẹ cũng thấy rồi đấy, thái độ của sỉ con rất khó chịu, nên con mong sau này chuyện mượn tiền như ngày hôm nay sẽ không lặp lại nữa, được không mẹ?" Mẹ chồng tôi cầm tiền nhét vào túi rồi bắt đầu lẩn giọng, vì tức Sỉ Mai mà chút hết lên đầu tôi: "Tất cả là tại con ngu ngốc đó con ạ. Rõ ràng là tiền của bố con mà, nhưng con lại để cô ta sỉ nhục con và mẹ như vậy đấy. Con đã thấy nhục nhã chưa? Hay là con không phải là con ruột của bố con hả?" Tôi ngơ ngác: "Sao mẹ lại nói thế? Chính mẹ là người cãi nhau với dì ấy, khiến dì ấy tự điên lên nên dì mới vậy. Sao giờ mẹ lại đổ hết lỗi lên đầu con vậy?" Bà An xí lên: "Đồ ngu, con cứ ngu ngốc như vậy thì cô ta sẽ nuốt hết số tài sản khổng lồ của bố con cho mà xem. Từ giờ hãy tỉnh táo ra đi, nếu không thì có ngày té trăng đấy." Tự dưng tôi tủi thân quá, nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Bà An bĩu giải môi: "Tôi nói không đúng à, còn bày đặt khao lóc. Tôi thất vọng phía cô quá rồi đấy." Tôi buồn bủn nói: "Chẳng phải ngày xưa mẹ đối xử tệ với dì ấy nên dì ấy mới cay nghiệt như thế, giờ mẹ lại trách móc con là sao?" Bà An gầm lên: "Cô vừa nói cái gì hả?" "Thôi mẹ về đi, con mệt rồi, con đi nghỉ đây, mẹ về cẩn thận." Bà An cầm tiền về đi thẳng. Tôi cảm thấy stress nặng, đầu óc người ngợm mệt mỏi vô cùng. Chị giúp việc thì hai hôm nữa mới lên, sợ chiều về không có đồ ăn Tuấn sẽ mắng, nên tôi vội vàng đi ra chợ mua đồ. Chiều nay tới hẹn đi khám thai mà Tuấn cũng không nhớ nữa. Dạo này tôi thấy anh thờ ơ lạnh nhạt với tôi lắm. Có phải vì tôi đã hết tiền nên anh mới lạnh nhạt với tôi như vậy? Chưa mới cưới anh chiều tôi hết mức vậy mà. Cả bà A nữa, sao họ lại dở mặt nhanh như vậy? Mấy ngày sau bố tôi về, Sỉ Mai lập tức mách lẻo với bố tôi về việc tôi mượn tiền đưa cho mẹ chồng, chứ không phải là cho tôi làm ăn. Bố tôi tỏ vẻ thất vọng ra mặt, ông gọi riêng tôi sang nhà nói chuyện. Tôi và bố ngồi ở phòng khách, còn Sỉ Mai ở trên cầu thang lắng tai nghe. Bố tôi uống ngụ trà rồi nhẹ nhàng bảo: "Lần sau có gì con cứ nói thật với bố, từ bao giờ con lại biết nói dối bố vậy?" Tôi biết mình sai nên cúi mặt xuống: "Bố ơi, con xin lỗi bố, con..." Bố tôi nhìn tôi cười: "Con lớn rồi, cũng sắp làm mẹ rồi. Bố muốn trước khi làm gì con cũng nên suy nghĩ một chút. Và quan trọng, con phải nghĩ cho bản thân mình, đừng sống vì người khác quá. Từ lúc người chịu tổn thương chính là con đó." Tôi ngồi im không nói gì, vì tôi cũng không biết phải nói thế nào cả. Nhưng sau đó bố tôi tươi cười ngay: "Bố nói vậy để con sống vì bản thân mình hơn thôi. Còn bố luôn ở bên con nên con cứ yên tâm nhé. Nếu mệt mỏi với cuộc sống bên ngoài thì hãy về nhà với bố, bố luôn chào đón con về." Tôi khẽ gật đầu: "Dạ vâng, con cảm ơn bố hả." Sỉ Mai đứng trên cầu thang mặt sưng xỉa:
Mày có giỏi thì về đây mà tranh giành với tao nè. Để xem ai thắng, tao còn chưa xong với mày đâu. Sau đó dì Mai đi xuống niềm nở. Hà Ly đấy à? Dạ, con chào dì. Thế đã đi khám chưa? Em bé khỏe không? Trai hay gái? Dạ, khỏe hạ. Bác sĩ nói con trai, nhưng phải đẻ ra thì mới biết được hạ. Thế còn gì? Dì Mai đi khám, bác sĩ nói con gái, như dì lại nói dối. Dì đi khám, bác sĩ nói con trai, đẹp trai giống bố. Bố Hà Ly nghe con trai thì phổng mũi. Ông vẫn luôn khao khát có một thằng con trai để thừa kế sự nghiệp cho ông mà. Vậy là nhà mình sắp được chào đón hai thằng cu giống rồi. Nếu là trai thì anh tuyên bố sẽ tặng mỗi thằng một mảnh đất và một quyển sổ tiết kiệm nữa. Em và con thế hợp lý không nào? Tôi vui mừng cảm ơn bố, còn dì Mai thì im không nói gì. Cho tới khi ba tôi ra ngoài bàn công việc với chú quản lý thì dì Mai mới lẩm bẩm. Lạ nhỉ, con ruột với cháu ruột lại chia bằng nhau vậy sao? Không công bằng, con ruột phải được nhiều hơn. Rồi dì quay sang nhìn tôi. Hải Ly thấy dì nói có đúng không? Tôi cười. Dạ, chuyện đó để bố con quyết định hạ, con không có ý kiến gì hết. Dì Mai cười đều. Con không có ý gì ư? Hay là con lại âm thầm giở trò sau lưng gì? Con không có giở trò gì với dì hết, là bố con tự quyết định thôi. Dì nghĩ sai về con rồi đấy. Bố tôi đi vào hỏi. Mai và Hà Ly đang nói chuyện gì thế? Dì Mai đổi giọng ngay được. Em và Hà Ly nói chuyện linh tinh thôi ạ. Thế Hà Ly ở đây ăn cơm nhé, còn gọi cả Tuấn sang nữa đi. Tôi thấy dì Mai thật đáng sợ nên tôi từ chối. Dạ thôi, con xin phép về để hôm khác con sang hạ. Bố tôi nhăn mặt. Ở đây ăn cơm xong thì về con ạ. Dạ thôi, con còn bận chút việc nữa ạ, để hôm khác con sang sau. Thế con về cẩn thận nhé. Tôi đi về nhà nằm, thế giới này đáng sợ thật, nhưng đáng sợ nhất vẫn là lòng người. Tuấn được thưởng tiền vì đạt doanh thu cao, nhưng khi nhận được tiền, người anh nghĩ đến không phải vợ con mà là Mai. Tuấn gọi cho Mai. Em đây. Em đã làm gì thế? Chiều đi ăn nhé. Có vụ gì à? Anh được thưởng 50 triệu, em muốn ăn gì anh đưa đi. Mai chẳng mấy vui vẻ. Em không muốn ăn, sao anh không đưa vợ anh đi ăn, gọi cho em làm gì? Tuấn năn nỉ Mai. Chiều em đi ăn với anh nhé, anh tổng bổ cho hai mẹ con. Còn Hà Ly thì kệ nó, anh chả quan tâm đâu. Mai cười đắc ý. Được rồi, vậy qua chỗ cũ, anh cứ ra đó chở em. Tuấn đến quán cũ gọi đồ ăn và ngồi chở Mai tới. Một lúc sau Mai tới, anh lái xe riêng của Mai đưa tới. Mai đưa tiền cho anh lái xe. Anh cầm tiền và đi ăn đi, cứ thoải mái đi, tiền không phải nghĩ. Vâng, cảm ơn bà chủ nhiều hạ. Thì mới giờ bà về để tôi qua đón. Có gì tôi sẽ gọi, giờ anh cứ đi ăn đi. Vâng, vậy lúc nào bà ăn xong thì bà gọi tôi nhé. Tôi thấy Mai vào thì đo đả. Em tới rồi à, mau ngồi xuống đi. Vâng, sao anh gọi nhiều đồ ăn thế, ăn sao hết? Em đang có thai, ăn nhiều một chút, anh gọi những món em thích đó. Mai khởi đầu. Vâng, chúng ta ăn thôi, không nguội hết bây giờ. Ăn uống xong, vẫn như mọi lần, Tuấn lại đưa Mai vào khách sạn để tâm sự. Dạo này bụng Mai to rồi nên cô không còn hứng thú nhiều như trước. Tuấn thấy lạ liền hỏi. Em sao thế? Khó chịu trong người à? Chắc đợt này bụng to rồi nên mất cảm giác. Không sao, anh sẽ chờ tới lúc em đẻ xong và sẽ chờ tới ngày chúng ta về chung nhà nữa. Anh với em và con sẽ vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Mai thản nhiên nói. Làm gì có ngày đó mà anh chờ với đợi cho nó mệt người ra. Anh cứ lo mà yên phận bên con vợ của anh đi. Nó cũng sắp đẻ tới nơi rồi. Thảo làm vừa thôi, kẻo có ngày hóc chết đó. Tôi mới ngớ người ra. Ờ hay, lần trước chúng ta đã hứa với nhau là sau này ổn định kinh tế rồi sẽ về với nhau mà. Sao giờ em lại nói vậy? Em đổi ý rồi. Ở với lão già tuy lão hơi già nhưng lắm tiền phải chiều vợ chiều con. Chứ về với anh để con khổ à? Bản thân anh bây giờ đã làm nên trò trống gì chưa? Tuấn giận tím mặt. Sao em lại lở giọng nhanh vậy chứ? Đứa bé là con của anh mà, có phải con của lão đâu. Trước chính miệng em nói sẽ dồn tiền để sau này lo cho con và chúng ta sẽ về bên nhau cơ mà. Sao giờ em lại đổi ý hả? Mai nằm xoa bụng. Anh muốn mẹ con em về bên anh thì anh phải có thật nhiều tiền ngang ngửa lão giả kia.
Còn cứ như tình trạng của anh bây giờ, làm chỉ đủ độ vào mồm thì sao lo cho em và con được? Anh không biết nghĩ à? Tuấn thấy Mai lở mặt nhanh chóng thì thất vọng lắm. Lần trước chị Mai là người nói sẽ cố gắng để sau này trở về bên Tuấn, vậy mà bây giờ Mai lại đổi ý. Tuấn nhẹ nhàng bảo, anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để sau này có thể lo cho em và con, em cứ yên tâm nhé. Mai cười kiểu nhạo báng, sau này ư, biết bao giờ anh mới thành công. Một người suốt ngày sống nhờ vào nhà vợ như anh thì biết đến bao giờ mới tự thân vận động lên được hả anh? Thôi anh cứ sống như vậy đi, đừng bận tâm mẹ con em nữa, vì không có anh, cuộc sống của mẹ con em lại càng tốt hơn đó. Em nói vậy mà nghe được à? Mai thở dài, em nói sự thật mà, anh cầu khát cái gì, đừng có tỏ thái độ với em. Em là Mai, chứ không phải con Hà Ly với anh đâu, mà anh thích cáu thì cáu, mà thì gắt nhé. Tuấn tư lắm, mà không làm gì được Mai, anh liền nghĩ ra một ý, rồi anh quay ra ôm cổ Mai nịnh hót. Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em. Anh cũng muốn thành công lắm chứ. Anh muốn có nhiều tiền để lo cho em và con lắm. À, hay em đầu tư cho anh mở công ty riêng đi. Anh sẽ không phải đi làm thuê cho ai nữa. Công ty phát triển tốt, sau này thao hồ tiền mà lo cho em và con. Em thấy anh nói có hợp lý không? Mai cười nhếch mép. Tiền chứ đâu phải là lá cây, mà anh muốn đầu tư vào đâu thì đầu tư. Đầu tư rồi có phát triển được hay không? Hay là lại sập giống mẹ anh ấy? Em phải tin tưởng anh chứ, nhất định anh sẽ thành công. Đời em bây giờ chả tin vào ai cả, anh thông cảm nhá. Thôi mình về đi, không muộn rồi. Tuấn vội kéo Mai lại. Em ở với anh lát nữa, giờ vẫn còn sớm mà em. Mai lấy điện thoại ra, gọi cho anh lái xe tới, rồi bảo Tuấn, giờ chúng ta ít gặp nhau thôi, anh cũng nên quan tâm tới vợ anh một chút, nó sắp đẻ rồi. Còn em giờ cũng phải lo cho thân em. Thôi em về đây. Tuấn không nói gì, anh ngồi yên ở đó, khuôn mặt tỏ rõ sự thất vọng. Từ khi qua lại với Mai thử xuyên, tạo cho anh một thói quen khó bỏ, và không biết anh thương phải yêu Mai từ bao giờ nữa. Bây giờ anh chỉ muốn ở cạnh và chăm sóc cho Mai và con. Nhưng giờ đây Mai lại từ chối. Cô chấp nhận ở bên người đàn ông cô không yêu, nhưng ông ta làm tiền. Tuấn nuốt cơn tức vào trong. Nhất định anh sẽ đưa em vào con trở về bên anh. Anh nhất định sẽ làm được Mai hả? Lái xe đón Mai ở cổng khách sạn, vài phút sau Tuấn cũ ra về. Hà Ly đang nằm nghe nhạc thì có điện thoại là con Hồng, bạn học thời cấp 3. Tôi nghe nè Hồng. Hà Ly à, vẫn khỏe chứ? Tôi khỏe, còn bạn giờ sao rồi? Vẫn làm quản lý ở khách sạn chứ? Ừ, tôi vẫn làm đây. Tôi nói cho bạn nghe chuyện này nhé. Tuy không biết sự thật là như thế nào, nhưng bạn hãy giữ bí mật dùm tôi được không? Được ạ, bạn nói luôn đi, bạn làm tôi tò mò quá. Vừa nãy, tôi thấy chồng của bạn vào khách sạn với Mai, dì của bạn đấy. Hà Ly gắt lên. Này, tôi không thích bạn đùa kiểu đó đâu. Tôi không có đùa, vì tôi để ý từ lâu rồi. Họ vào đây cũng mấy lần rồi, nhưng tôi sợ không dám nói cho bạn đó. Vừa nãy tôi lại thấy họ vào, nên tôi đánh liều gọi cho bạn đấy. Bạn hãy điều tra xem giữa họ có gì mờ ám không nhé. Hà Ly lặng người. Bạn nói thật sao? Bạn hãy điều tra xem giữa họ có gì mờ ám không nhé. Hà Ly lặng người. Bạn nói thật sao? Tôi nói dối bạn thì tôi được cái gì đâu. Thôi bạn tự tìm hiểu đi. Nói chuyện với bạn sau nhé. Giờ tôi bận chút việc rồi. Hà Ly còn chưa hết sốc thì từ xe của Tuấn về. Chị giúp việc lên hỏi. Cô Ly ơi, xuống ăn cơm, cậu Tuấn về rồi hả? Vâng, tôi xuống luôn đây. Hà Ly xuống, thì Tuấn ngồi ở ghế sofa với bộ dạng mệt mỏi, cô vội ra hỏi. Chồng à, anh mệt à? Hà Ly sở tay lên trán, thì Tuấn gạt ra. Anh không sao? Anh mệt à, để em đưa anh đi khám nhé. Tuấn cáu, đã bảo không sao mà, em làm chuyện thế nhỉ, để anh yên một chút đi. Cơm đã dọn hết rồi mà Tuấn cũng không thèm ăn. Hà Ly ngồi cũng không nuốt nổi, cô muốn quan tâm chồng nhưng anh cứ đẩy cô ra xa, cô buồn lắm nhưng không biết phải làm sao nữa. Tuấn đi lên phòng lấy chai rượu ra rót một ly, vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ. Bao giờ mình mới làm ông chủ được nhỉ, mình không muốn đi làm thuê như thế này nữa, mình nhất định phải thành công để sau này có thể đón Mai và con về. Nhưng Mai không chịu giúp mình
mình phải làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng đau đầu, tiếng Hà Ly gõ cửa làm Tuấn giật mình. Vào đi. Hà Ly ân cần. Muộn rồi sao anh không đi ngủ mà lại uống rượu một mình thế này hả? Anh có tâm sự gì à? Tuấn nhàn chán mặt cao có. Đó không phải là việc của em, sao em nhiều chuyện quá vậy? Giờ anh uống rượu, em cũng cấm phải không? Không, không phải hả? Tại em lo lắng cho anh thôi mà. Hình như anh có tâm sự gì, anh có thể nói ra với em không? Em sẵn sàng nghe anh nói hả? Tuấn thở dài. Có nói ra thì em cũng có giúp được gì cho anh đâu. Em hiểu chuyện làm gì cho mệt vậy em? Anh cứ nói ra đi, về đâu em lại giúp được thì sao? Tuấn cười mỉa. Anh cần tiền, em có tiền không mà đòi giúp anh? Thôi, giờ em để anh được yên đi, phiền quá rồi. Anh cần bao nhiêu ạ? Tuấn nghe Hà Ly nói vậy thì giật mình. Em đang đùa anh đó à? Em không đùa anh đâu, bố vừa cho em một quyển sổ tiết kiệm. À, đó là sổ của bố cho con mình. Nhưng nếu anh cần thì em sẽ đưa cho anh. Bố còn nói nếu mình đẻ con trai thì bố sẽ cho một mảnh đất nữa. Thế anh cần bao nhiêu vậy? Tuấn mừng như bát đửa vàng, cơ hội đã đến, anh vội ra ôm lấy vợ. Em nói thật chứ, đừng làm anh mừng hủ đấy. Em nói thật mà, bố vừa cho em sáng ngày hôm qua xong. Tại tối qua anh về, anh đi ngủ luôn, nên em chưa kịp khoe. Tuấn liền xả vờ mặt buồn buồn. Nào, vợ ngồi xuống đây, anh nói cho vợ nghe. Anh muốn mở công ty riêng, anh không muốn đi làm thuê như bây giờ nữa. Anh muốn mỗi khi đi ra ngoài, vợ và con sẽ tự hào về anh. Anh không muốn khi ai đó hỏi vợ là chồng của vợ làm gì mà vợ trả lời là chồng em là người đi làm thuê đâu. Anh buồn và vợ cũng thấy thất vọng phải không? Hà Ly thật thà tin chồng. Vì chuyện đó mà dạo này chồng hay suy nghĩ và có bản với em như vậy hả? Ừ, đợt này anh suy nghĩ nhiều lắm. Anh không muốn sau này khi con lớn lên nó sẽ thấy buồn vì bố của nó không được tài giỏi như ông ngoại của nó. Anh càng nghĩ mà càng thấy bế tắc vợ ạ. Hà Ly thấy cũng đúng, cô cũng muốn giúp chồng. Vậy anh lên kế hoạch cụ thể đi, rồi xem hết bao nhiêu vốn để vợ chồng mình tính toán ạ. Thiếu, em sẽ mượn của bố thêm ạ. Tuấn Như mở cờ trong bụng, hóa ra Hà Ly cũng là một quân cờ tốt, có thể giữ lại được. Vậy mà bấy lâu nay, anh coi thường cô quá rồi. Được rồi, vậy anh sẽ lên kế hoạch ngay đây. Anh sẽ gọi cho thằng Quang, nhờ nó thiết kế giúp anh. Cảm ơn vợ yêu của anh nhiều nhé. Từ giờ vợ chồng mình cùng cố gắng để sau này có thể lo cho con mình có một cuộc sống tốt nhất vợ nhé. Hà Ly ngây thơ đều biết được những suy nghĩ trong đầu Tuấn. Cô vui vẻ gật đầu và quên bay mất cái chuyện mà cái Hồng nói với cô lúc tối. Đợt này Tuấn đang chuẩn bị mở công ty riêng nên mệt lắm, anh về nhà rất muộn. Hà Ly thấy Tuấn mệt mỏi và căng thẳng nên cô cũng không dám làm phiền anh nhiều. Cô tự đi khám thai, tự đi sắm đồ sơ sinh. Vì đã đưa hết tiền cho Tuấn để lo mở công ty, nên giờ ở nhà, Hà Ly chưa có vài triệu trong người. Đến cuối tháng, thanh toán tiền lương cho chị giúp việc là hết sạch. 12 giờ đêm, tôi mới về nhà trong một dạng say xỉn. Dạo này bụng to sắp đẻ rồi, nên Hà Ly hay khó ngủ. Thấy chồng về, cô ngồi dậy hỏi chồng. Anh đã ăn uống gì chưa? Sao phải muộn thế hả? Tuấn lẻ nhè. Anh ăn với thằng Quang rồi, sao muộn thế rồi mà em chưa ngủ vậy? Hà Ly uể oải. Dạo này bụng to nên em khó ngủ hả? Thế công việc của anh đã tiến triển tới đâu rồi? Cũng tạm ổn rồi. Dạ, à chồng ơi. Sao thế? Hà Ly thở thà. Anh còn tiền không? Đưa cho em một ít để em mua đồ hả? Cũng sắp đẻ rồi mà em còn chưa sắm đủ đồ cho con. Tuấn nhăn mặt rồi thở dài để khó chịu. Tiền anh đã lo vào công ty hết rồi còn đâu. Hết tiền thì em về nhà bảo bố em đưa cho. Bố em có tiền chứ anh đâu có tiền. Em hỏi anh làm gì cho mất công ra. Tại đợt này bố bận nhiều việc nên em cũng ít gặp bố. Với lại bố vừa cho em nhiều tiền vậy mà chưa hết mỗi tháng, em đã hỏi xin tiếp thì hại lắm. Tuấn cười. Thời đại này mạng hại là khúc cháo đó em ạ. Cứ mạnh dạn lên. Nói xong Tuấn lên giường nằm ngủ ngon lành. Cũng không cần hỏi xem Hà Ly sẽ đẻ vào hôm nào, đã đăng ký ở đâu chưa. Anh cứ dửng dưng như người xa lạ vậy. Không còn cách nào khác, Hà Ly lại mặt dày gọi điện cho bố để xin tiền. Bố cô vẫn vui vẻ chuyển khoản cho cô 50 triệu
để đi đẻ. Hà Ly rút tiền về nhưng chưa cất vào két vì cô tính ăn cơm xong sẽ ra ngoài mua thêm ít đồ nữa. Trưa hôm đó, bà An sang nhà chơi và ở lại ăn cơm. Ngồi ăn cơm bà hỏi, thằng Tuấn đợt này bận thế à? Sáng mẹ gọi mấy cuộc mà không nghe máy. Con với cái, thế cuộc gọi nhỡ, còn không thèm gọi lại cho mẹ nữa. Hà Ly nói đỡ cho chồng, mẹ thông cảm cho anh ấy nhé. Đợt này mở công ty riêng nên đầu óc anh ấy hơi căng thẳng hạ. Bà An làm vẻ trách móc hờn dỗi. Đẻ được thằng con trai thì tối ngày chỉ biết tới công việc, chả quan tâm tới mẹ gì cả. Không biết nó có nhớ mai là sinh nhật mẹ nó không nữa. Hà Ly cười, thế mai là sinh nhật mẹ ạ, vậy mai con mời mẹ đi ăn nhé. Bà An lườm, chỉ đi ăn thôi à? Thế mẹ thích gì để con tặng ạ? Mẹ thích váy, thích túi sách, giày, thích rất nhiều thứ, nhưng có ai tặng đâu. Hà Ly gật đầu, vậy để con mua túi sách tặng mẹ ạ. Bà An cười cười, mẹ thấy con có mấy cái túi sách hàng hiệu đó, không dùng tới thì cho mẹ đi. Vâng, mẹ thích cái nào thì cứ lấy ạ, sửa con cũng không dùng đến. Hà Ly bận ở ngoài nhà nên bà An tự vào phòng của Ly lấy túi sách. Vừa mở ngăn tủ ra và nhìn thấy tiền của Hà Ly để trong đó, bà An nổi tính tham lam và bà đã vội cầm 50 triệu của Hà Ly cho vào ví của mình. Bà An cầm túi sách ra. Mẹ thích cái này, con cho mẹ nhé. Vâng ạ. Rồi bà An lập tức đi về luôn. Hà Ly không hề biết 50 triệu bà bố cô vừa cho đã không cánh mà bay. Mãi tới tối, Hà Ly mới vào lấy tiền để đi mua đồ thì không thấy đâu cả. Cô hốt hoảng tìm khắp phòng nhưng không thấy tiền đâu. Cô khóc. Giờ mình phải làm sao đây? Ai đã lấy trộm tiền của mình rồi? Cô chợt nhớ lúc trưa bà An vào phòng lấy túi sách nên cô gọi cho bà An. Alo, mẹ à, lúc trưa mẹ vào phòng con lấy túi sách, mẹ có cầm nhầm tiền của con không ạ? Bà An tức quá gầm lên chửi rủa Hà Ly một trận. Bà còn gọi cho Tuấn và bêu xíu rằng con vợ của con nó đổi vạ cho mẹ lấy trộm tiền của nó, khiến Tuấn tức giận nên anh về sớm. Tuấn về tới nhà thấy Hà Ly đang ngồi ở phòng khách. Chồng mới về à? Tuấn ném cái cảo xuống giường, em giật cái cả vạt áo ra quát vợ. Em đổ cho mẹ lấy tiền của em phải không? Tại sao em lại làm vậy hả? Em giữ mặt với anh phải không Hà Ly? Hà Ly lo lắng giải thích. Không, em có nói là mẹ lấy tiền của em đâu ạ. Tại lúc trưa mẹ vào phòng em nên em chỉ hỏi là mẹ có cầm nhầm tiền của em không thôi mà. Chứ em đâu có dám đổ cho mẹ. Em đừng quát em có được không? Em sợ lắm. Em im đi, em nói thế các gì em đổ vạ cho mẹ lấy. Anh nói cho em biết, anh ở với mẹ mấy chục năm, mẹ chưa bao giờ lấy của ai một đồng nào đâu. Em nói mẹ như vậy là em quá hổ đồ rồi. Anh thấy thất vọng với em quá, Hà Ly ạ. Tuấn cứ mắng Hà Ly xối xả. Cô chỉ biết khóc thôi vì Tuấn không để cô có cơ hội để giải thích nữa. Nói xong Tuấn nhắc nhở vợ. Em liệu mà xin lỗi mẹ đi, đừng để anh nói nhiều, cũng đừng để người ta hiểu nhầm rằng con dâu đối xử không ra gì với mẹ chồng như thế. Phận làm con mà em không biết cách cư xử thế nào cho đúng sao? Tự dưng Hà Ly ấm ức quá, cô gào lên. Anh lúc nào cũng chỉ biết lo cho mẹ, thế còn em và con thì sao? Chỉ có mẹ vừa quan trọng với anh, còn em và con không quan trọng đúng không? Tuấn trừng mắt nhìn vợ. Sao em nói hổ đồ như vậy hả? Hà Ly ấm ức nói hết những nỗi niềm trong lòng bấy lâu nay. Anh đừng tưởng em không nói là em không biết nhé. Anh vẫn qua lại với dì Mai phải không? Tuấn giật mình nhưng anh liền cãi ngay. Em không những hổ đồ mà em còn quá hổ đồ luôn. Em nói vậy mà nghe được sao? Dì ấy là dì của em đấy. Em nói thế không sợ bố em biết sao? Anh thôi đi. Em chưa bao giờ nói gì mà chưa có bằng chứng cả. Chỉ vì em quá yêu anh. Chỉ vì em quá nhu nhược. Chỉ vì em muốn con sinh ra có đủ cha lẫn mẹ. Nên em mới chịu đựng cho tới ngày hôm nay. Anh nghĩ em ngu tới mức không biết gì như vậy sao? Tuấn với một mực không nhận và còn giận dỗi bỏ đi để đánh vào tâm lý thương chồng của Hà Ly. Đúng như Tuấn nghĩ, nửa đêm không thấy Tuấn về, Hà Ly đã lo lắng đứng ngồi không yên. Hà Ly gọi cho chồng 21 cuộc, Tuấn không nghe. Nhắn tin Tuấn không trả lời, cô lo lắng ra cổng đứng chờ. Tuấn rủ Quang đi uống rượu xong, anh về nhà bà An ngủ. Bà An thấy Tuấn đến thì ngạc nhiên. Sao con lại đến đây giờ này vậy con?
Tuấn say rượu nên lẻ nhè. Vào nhà đã rồi nói, con say quá. Mà vào đi con. Tuấn vào nằm phật ở ghế, bà An ra hỏi. Thế có chuyện gì à? Sao uống nhiều thế hả con? Tuấn kể cho mẹ. Con Hà Ly nó biết con qua lại với con Mai rồi mẹ ạ. À. Không biết là nó đã biết được những gì rồi. Mẹ nghĩ cách hổ con xem bây giờ có phải làm thế nào. Bà An lo lắng. Trời ơi, mẹ đã nói con từ trước rồi mà. Con đâu có nghe mẹ. Giờ thì phải làm sao đây? Nếu con Hà Ly nó đòi ly hôn thì tính làm sao? Tuấn lắc đầu. Con Hà Ly nó hiền lành lắm. Chắc sẽ không có chuyện ly hôn đâu. Lâu tối con bỏ đi, nó gọi con mãi mà. Nhưng con muốn ở đây với mẹ mấy hôm để dọa nó tí. Để lần sau xem nó còn dám to tiếng với con nữa không. Bà An không đồng tình với cách nghĩ của Tuấn. Bà khuyên Tuấn về nhà với Hà Ly. Nhưng Tuấn nhất định không về. Bà An bực mình mắng Tuấn. Con ngủ đây, sáng dậy phải về nhà xin lỗi con Hà Ly nghe chưa? Giả vờ ăn năn hối lỗi vào. Rồi mẹ sẽ sang gặp nó, nói đỡ cho con. Mẹ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có phải nghe lời mẹ biết chưa, thằng ngốc này. Tuấn ậm ừ cho mẹ yên lòng rồi ngủ luôn. Sáng hôm sau, Tuấn đưa bà An đi ăn sáng rồi tới công ty luôn. Anh cũng không thèm về nhà, cũng không gọi điện hay nhắn tin cho Hà Ly. Đến chiều tối, Hà Ly gọi Tuấn cũng không nghe máy. Hà Ly ngồi khóc, lòng cô tràn trề những thất vọng. Người sai là Tuấn, nhưng Tuấn lại không về xin lỗi cô. Cô gọi còn không thèm nghe máy. Suốt cuộc anh coi cô là cái gì? Chị giúp việc ra động viên cô. Cô đi ăn chút gì đi cô. Cả ngày hôm nay cô không ăn gì rồi. Tôi không muốn ăn. Chị cứ ăn đi, không phải lo cho tôi đâu. Cô thì tôi không có lo, mà tôi lo cho đứa bé trong bụng cô đó. Cô cả ngày không ăn gì thì đứa bé sẽ đói bụng đó, cô hiểu không? Cô sắp làm mẹ rồi, cô phải mạnh mẽ lên chứ. Giờ cô yếu đuối thì những người thệ bà kia sẽ cười cô đó, cô hiểu không? Hà Ly lại khóc. Nhưng mà tôi đau lòng quá chị ơi. Đâu, điện thoại của tôi đâu rồi? Để tôi gọi cho chồng tôi. Chị giúp việc cầm điện thoại cho Hà Ly. Cô vẫn gọi điện cho Tuấn, nhưng mà không ai nghe máy. Đêm đó Tuấn lại không về nhà. Anh gọi cho Mai, rủ Mai đi khách sạn. Họ ôm nhau ngủ ngon lành. Tuấn còn hứa hẹn với Mai rằng công ty của Tuấn đang phát triển tốt, nhất định anh sẽ giàu có, nhất định anh sẽ lo cho Mai và con một cuộc sống tốt nhất. Và Tuấn đã quên đi mất một điều, Hà Ly sắp sinh ra đứa con của anh. Hà Ly đang nằm cách điện thoại thì có tin nhắn của Hồng. Chồng mày và dì Mai vừa vào khách sạn chỗ tao làm đó, để tao gửi hình ảnh cho mày nhé, để xem có phải không. Đêm đó, Hà Ly trở dạ, cô vừa gọi chị giúp việc gọi taxi đưa cô tới bệnh viện. Ngồi trên taxi mà Hà Ly mắt đỏ hoe, chị giúp việc lo lắng lắm. Cô sắp sinh rồi, để tôi gọi cho cậu Tuấn xem sao nhé. Biết đâu giờ cậu ấy lại nghe máy. Hà Ly lau nước mắt lạnh lùng. Không cần, anh ta không còn cơ hội nữa rồi. Vậy ông chủ đi công tác rồi, để tôi gọi cho bà Mai nhé. Hà Ly nhây mép. Bà ta còn đang ôm chồng tôi trong khách sạn rồi. Hãy gọi cho bố tôi đi. Chị bảo bố tôi là tôi đang vào viện. Rồi ông ấy chuyển cho tôi khoản tiền mà ngày trước tôi nhờ ông ấy giữ hộ tôi đi. Rồi chị gọi cho mẹ nuôi của tôi đến nhé. Vâng, tôi nhớ rồi. Đưa tôi vào viện, rồi chị về thay khóa cổng nhà cho tôi. Ngoài tôi và bố tôi ra thì không ai được phép bước vào nhà tôi nữa. Chị nhớ nhé. Lần đầu tiên trong đời Hà Ly thấy mình bình tĩnh đến thế. Hà Ly nhập viện và may mắn sinh thường được nên không phải mổ. Vào viện tầm hơn một tiếng là cô đã hạ sinh mẹ tròn con vuông. Con trai cô nửa 3 cân 8, mặt mũi sáng sủa. Đúng là ông trời thương cô nên không bắt cô phải chịu đau đớn gì nhiều. Khi mẹ nuôi và các em của cô tới thì cô đã được chuyển về phòng dưỡng sức để theo dõi. Bố cô đang ở Nhật nghe tin thì vui mừng lắm. Ông đặt vé chuẩn bị bay về nước để thăm con thăm cháu. Mai và Tuấn còn đang nằm ôm nhau trong khách sạn thì Mai có điện thoại là bố Hà Ly từ bên Nhật gọi về. Mai hốt hoảng cứ tưởng chồng mình đã phát hiện ra nên cô sợ không dám nghe. Tuấn liền hỏi, ai gọi mà em không nghe máy vậy? Lão giả gọi, lão đang ở Nhật cơ mà, sao lại gọi về cho em tầm này nhỉ? Thì em cứ nghe đi, xem lão bảo gì. Mai nghe máy mà tay còn run run. Alo, em nghe đây ạ. Em ngủ dậy chưa thế? Mai nghe chồng hỏi vậy thì cô giật mình.
Chẳng lẽ lão đã biết mình đi ngủ với Tuấn ư? Mai ấp úng, em... Tiếng chồng cô vang lên. Em vẫn chưa dậy phải không? Mau dậy rồi vào viện với Hà Ly đi. Nó sinh đêm hôm qua rồi đấy. Nghe nói thằng bé kháu khỉnh đáng yêu lắm em ạ. À, ra là thế hả? Em không biết gì cả. Vậy để em dậy thay đồ rồi vào viện với con. Anh cứ yên tâm nhé. Đã có em lo cho con rồi hả? Em cũng sắp sinh tới nơi rồi mà. Em không phải lo gì đâu nhé. Bây giờ ở viện đã có mẹ nuôi của Hà Ly và hai đứa em của nó rồi. Nên em cứ yên tâm. Em vào chơi với con thôi. Dạ. Tan máy rồi má nhìn Tuấn. Vợ anh nó sinh đêm qua rồi. Con trai đó nhân anh rồi nhé. Tuấn ngạc nhiên. Nó sinh rồi sao? Sao hôm trước nó bảo một tuần nữa mới sinh mà. Thì con so sinh sớm là chuyện bình thường mà. Giờ thì về chăm vợ đẻ đi. Còn chần chừ gì nữa. Mà vợ đi đẻ anh cũng không biết là sao. Anh làm chồng vậy hả? Anh và nó đang có chút chuyện nên hai hôm nay anh không về nhà. Nó gọi anh có nghe máy đâu mà biết. À, nó nghi ngờ anh với em rồi đấy. Em liệu mà đối phó nhé. Mai tròn mắt kinh ngạc. Nó nghi ngờ rồi á? Sao có chuyện đó được? Đây là khách sạn của người quen với em mà. Mọi thông tin đều được bảo mật mà sao nó lại biết được nhỉ? Mà dù vậy, nhưng khi anh bỏ đi không về, nó lại rất lo lắng cho anh, cứ gọi cho anh mãi. Con này nó hiền lắm, không có gì đáng sợ đâu. Chỉ cần anh lựa lời nói là nó ok hết thôi. Mai lườm Tuấn. Anh đừng có chủ quan. Giờ mau về vào viện rồi xin lỗi nó đi. Còn lão chồng em tự giải quyết được. Mai rủ Tuấn về. Nhưng anh cứ nào lì đó không về. Dậy đi, còn vào bế con trai chứ. Tuấn nhàn mặt. Kệ nó, lát anh vào. Mai đi về trước để chuẩn bị vào viện thăm Hà Ly. Cô mua giỏ hoa quả ngon xách vào viện. Hà Ly đang ngồi ăn cháo. Mẹ nuôi của Hà Ly thì đang bế thẳng cu. Bước vào phòng, dì Mai giọng ngọt như kẹo. Dì chúc mừng con nhé Hà Ly, con giỏi quá. Hà Ly thấy thẩn nở cười. Nhưng lúc này cô mới sinh xong, người còn yếu lắm. Giờ chưa thích hợp để vẹn mặt dì Mai. Cô nghĩ, vậy mình cu diễn để cho dì Mai thấy. Khi nào về nhà người khỏe rồi, cô sẽ tính chơi lại dì Mai cũng chưa muộn. Hà Ly cười nhẹ. Con cảm ơn dì nhé. Đâu, thằng cu giống đâu nào, cho bà bê cái nào. Mẹ nuôi của Hà Ly mới đưa thằng cu cho dì Mai bế. Dì vừa bế vừa nựng má nó. Cu giống của bà đẹp trai quá, yêu con quá đi. Hà Ly vẫn tươi cười để đánh lừa dì Mai, để dì Mai tưởng bở. Dì Mai càng diễn thì Hà Ly lại càng hưởng ứng, càng tung hô, để vai diễn của dì Mai ngày càng hấp dẫn và sinh động hơn. Dì Mai không nghi ngờ gì cả. Khi trở về nhà, dì gọi cho Tuấn tranh móc. Anh đùa em đấy à? Em đến viện thăm con Hà Ly, em thấy nó có biết cái gì đâu. Sao anh lại nói là nó biết hết rồi? Thì rõ ràng nó nói với anh như vậy mà. Anh đâu có rảnh mà lôi chuyện quan trọng đó ra đùa chứ. Em không biết, nhưng nó không hề nói em một câu gì cả. Thôi, không nói nhiều nữa. Anh đang ở đâu? Sao không đến thăm mẹ con nó đi? Anh đang ở công ty, tối anh sẽ vào. Tuấn cũng muốn vào luôn lắm, nhưng anh muốn làm giá để xem Hà Ly có gọi cho anh không. Nhưng từ lúc Hà Ly nhận được tin nhắn của Hồng thì trong lòng cô, Tuấn đã chết rồi, không còn tồn tại nữa rồi. Cô đã xóa số liên lạc của Tuấn, xóa hết những gì liên quan tới Tuấn trong điện thoại của mình đi rồi. Tuấn trở đến tối muộn mà Hà Ly vẫn chưa gọi. Trong lòng anh cũng muốn vào khảm hạt thằng cu lắm rồi. Mà giờ tự dưng đi vào anh thấy ngại, nên Tuấn chợt nghĩ ra một ý. Anh về nhà đón bà An củ đi. Trên đường đi, bà An vui mừng và luôn mồm hỏi. Nó đẻ con trai rồi, thích quá. Giờ thì thác hồ mà nhận tiền, nhận quà từ ông ngoại nó nhé. Tuấn không nói gì vì anh còn đang lo, không biết vào viện ai sẽ ăn nói với Hà Ly thế nào. Hai mẹ con đi vào viện thì mẹ con Hà Ly đã xin về rồi. Hà Ly đẻ thường không có vấn đề gì nên cô xin về nhà để theo dõi. Tuấn và bà An lập tức quay về nhà. Lái xe tới cổng, Tuấn bấm chuông thì chị giúp việc chạy ra mở hé cánh cửa rồi thò đầu ra bảo. Bà và cậu đấy à? Có chuyện gì vậy ạ? Bà An thấy thái độ của người giúp việc như vậy thì trừng mắt lên quát. Cô còn không mau mở cửa ra cho chúng tôi vào. Cô bị mù hay sao nên không biết ai với ai rồi hả? Hay để tôi tống cổ cô về quê? Chị giúp việc không hề tỏ thái độ
mà chỉ cười nhẹ nhàng. Cô Hà Ly bảo không được cho cậu Tuấn và bà An vào nhà, nên bà và cậu thông cảm nhé. Nói xong, chị giúp việc chốt cửa rầm một cái rồi đi vào. Tuấn mới quát lên. Chị kia, chị nói linh tinh gì đấy hả? Mau mở cửa cho tôi muốn vào nhà với vợ con tôi. Mở cửa ra đây, đây là nhà của vợ chồng tôi cơ mà. Bà An hà hốc mồm kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tuấn, con nói đi, suốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Cho dù Tuấn có gọi nhiều như thế nào thì cánh cửa cổng vẫn đóng kín. Tuấn bắt đầu thấy lo lắng. Anh và mẹ đứng gọi ở cổng suốt 2 tiếng đồng hồ nhưng không có ai ra mở cửa. Mệt quá để Tuấn lái xe chở bà An về nhà. Anh nằm nghĩ cách để quay trở về nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Suốt cuộc anh phải làm thế nào để trở về đây? Rồi anh lái xe quay trở lại cổng nhà Hà Ly. Anh gọi điện cho Hà Ly, lần này cô đã nghe máy với giọng lạnh lùng. Alo, vợ à, vợ mau mở cửa cho anh vào nhà đi. Anh đang ở ngoài cổng này, anh nhớ con quá, anh muốn ôm con một cái. Giọng Hà Ly lại lủng cất lên. Anh đi đi, hiện tại tôi không muốn gặp anh, hẹn anh một tuần nữa nhé. Lúc đó tôi khỏe rồi, tôi sẽ gặp anh và nói chuyện của chúng ta. Còn bây giờ thì mau đi đi. Anh xin vợ đấy, vợ ở cho anh vào nhà đi. Vợ ơi, anh biết sai rồi, anh xin lỗi vợ nhiều lắm. Vợ ở cho anh một cơ hội để sửa sai đi, anh xin vợ đấy. Hà Ly lại lủng tan máy, cho dù Tuấn có gọi cửa cả đêm thì cô cũng không mở cửa. Cô quyết định từ bỏ người chồng mà cô đã tưởng thương rất nhiều. Tình yêu thương ấy bây giờ đã tan vỡ hết rồi. Trong lòng cô bây giờ chỉ còn lại những thù hận. Trong suốt một tuần, Hà Ly im lặng không nói gì về cuộc hôn nhân của mình cả. Còn Tuấn ngày nào cũng tới năn nỉ xin lỗi cô, là đủ mọi cách để cô tha thứ, nhưng vẫn phải ra về trong vô vọng. Có lẽ Hà Ly của ngày xưa đã chết thật rồi. Hết một tuần, Hà Ly sức khỏe đã ổn, cô quyết định gặp Hà Tuấn. Nghe tin Tuấn mừng lắm, anh lái xe thẳng tới cổng nhà. Tuấn nhìn từ xa, trước cửa nhà Hà Ly đang đốt đồ đám cháy rất lớn. Cô đứng cạnh nhìn đám lửa cháy, mặt lại lủng khó tả. Tuấn xuống xe, vội chạy tới bịt mũi. Hà Ly, em đốt gì mà khét thế? Nhìn ra tưởng cháy nhà chứ? Hà Ly mỉm cười. Em đốt đi những thứ rẻ rách mà bấy lâu nay em vẫn cố gắng giữ bên mình anh ạ. Tuấn nhìn trong đống lửa, có cả anh cưới, chăn ga gối đệm lúc cưới mua. Hà Ly à? Còn Hà Ly ngu ngốc ngày trước, chết rồi anh ạ. Tuấn nhìn sắc mặt lạnh lùng của Hà Ly, anh lo lắng lắm. Anh vội chạy lại ôm lấy cô. Vợ à, anh đã về rồi đây, em đừng làm anh sợ nữa được không? Hà Ly đẩy Tuấn ra, cười nhạt. Muộn rồi, anh không còn cơ hội trở về nữa rồi anh ạ. Tuấn lắc đầu. Không, anh không đi đâu hết, anh là chồng của em cơ mà. Anh muốn vào nhà bế con của chúng ta, anh sẽ không bao giờ rời xa hai mẹ con nữa. Từ giờ, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Anh yêu em và con. Hà Ly nhây mép. Rồi cô tháo chiếc nhẫn cưới ra đưa cho Tuấn. Em trả tự do cho anh rồi đó. Anh đi đi, đi theo tiếng gọi nơi con tim anh đang hướng tới. Đi đi anh, em không giữ anh ở lại nữa. Tuấn vội vàng năn nỉ Hà Ly. Không, em đừng làm vậy mà, anh xin em đấy. Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi em nhiều lắm. Vợ ơi, anh xin em. Hà Ly mà thản nhiên. Anh không cầm đúng không? Vậy thì bỏ đi, vì em không cần nó nữa. Nó không còn hợp với em nữa. Tạm biệt. Hà Ly cầm chiếc nhẫn ném vào đống lửa đang giữ cháy rồi quay mặt đi. Tuấn hét lên. Không. Hà Ly bước vào trong nhà. Tuấn vội đuổi theo nhưng bị hai người vệ sĩ của Hà Ly lôi lại không cho vào. Tuấn sẽ rủa gào ầm ĩ lên. Bỏ tôi ra. Đây là nhà của tôi mà. Bỏ tôi ra để tôi vào nhà với vợ con tôi. Mấy người không nghe thấy à? Người vệ sĩ nhìn Tuấn cười mỉa mai. Cho cậu quên rồi à? Đây là nhà của ông chủ mua cho cô Hà Ly mà. Sao cậu lại nói là nhà của cậu vậy? Chị giúp việc từ trong nhà bê ra một thùng đủ các thứ. Nào là ảnh, những đồ kỷ niệm mà trước Tuấn và Hà Ly mua tặng cho nhau ra rồi cho vào đốt hết. Tuấn ngồi lặng nhìn chị giúp việc đốt hết những đồ kỷ niệm, lòng chua xót không nói nên lời. Không những thế, Hà Ly còn thay hết tất cả những đồ đạc trong nhà. Từ chăn màn, ga gối, bàn ghế, tủ đồ, cô mua đồ mới hoàn toàn. Cô đổi phong thủy, thay đổi luôn những thói quen hàng ngày của cô.
Nửa đêm rồi, đống lửa cũng đã cháy rụi hết rồi, chỉ còn Tuấn vẫn ngồi ở đó như người mất hồn. Rồi Tuấn đứng dậy gọi cửa. Hà Ly ơi, mở cửa cho anh biết lỗi rồi, em mau mở cửa cho anh đi. Người vệ sĩ quát, cậu mau về đi, muộn lắm rồi, cậu mà còn gây mất trật tự nữa là tôi báo công an đấy. Không, tôi không đi, mau mở cửa đi, tôi muốn cả vợ và con tôi, anh không có quyền đuổi tôi. Người vệ sĩ quát ầm lên, cậu về mà chuẩn bị tinh thần ra tỏa đi, ở đó mà ầm ĩ à, có không giữ thì mất đường tìm nữa, do bản thân cậu gây ra cả thôi, giờ còn than trách làm gì nữa, cậu không thấy sơ mặt sao? Tuấn bật khóc thành tiếng luôn, đến bây giờ anh mới cảm nhận được nỗi đau mà anh đã tự gây ra cho bản thân mình, anh gào khóc trong tuyệt vọng. Bà An nhận được tin, vội đến để đưa Tuấn về. Tuấn ơi, con có sao không hả con? Sao lại ra nông nỗi này hả con ơi? Rồi bà quay ra chửi đồng Hà Ly. Con Hà Ly khốn nạn quá mà, lúc nó cần thì nó gọi, không cần thì nó đuổi đi. Uổng công chúng ta tốt với nó bao lâu nay. Nhìn mặt mũi tử tế mà lòng dạ độc ác, nó không sợ bị quả báo à? Tuấn không nói gì, anh chỉ biết khóc thôi. Bà An đập cửa ở Mỹ hét lên, bà gào ầm lên. Con Hà Ly đâu? Mày mau ra đây nói chuyện với tao. Hay mày sợ không dám ra gặp tao hả, con khốn nạn kia? Tao sẽ kiện mày, có gan thì mày ra đây gặp tao. Hà Ly mở cửa ra. Tôi đây, tại sao tôi lại không dám ra gặp bà chứ? Bà nói đi tôi nghe. Mày giỏi rồi, con trai tao làm gì mày mà mày lại đối xử tệ với nó như vậy hả? Mày nói tao nghe, nó đã làm gì mày hả, cái con khốn nạn kia? Hà Ly bật cười. Bà không biết hay giả vờ không biết vậy? Nếu bà không biết thì bà tự đi hỏi con trai bà đi. Còn tôi chưa bao giờ làm gì mà không suy nghĩ trước sau cả. Tôi đã cho con bà rất nhiều cơ hội, nhiều vì con trai bà không biết trân trọng thôi. Cái đêm tôi đi đẻ đó, con trai bà còn bận ôm dì Mai của tôi ở trong khách sạn mở tay đó bà ạ. Bà bảo tôi phải làm thế nào với con trai bà bây giờ? Bà An tức quá. Cái con điên này mà nói linh tinh cái gì thế hả? Mày có tin tóc kiện mày không? Được, bà thích thì bà kiện luôn đi. Và tôi cũng thông báo cho bà tin buồn là tôi đã thuê luật sư làm hồ sơ để đòi lại tất cả những gì của tôi về rồi. Bà và con trai bà tốt nhất nên tự mang trả đi, đừng để đến lúc ra hầu tòa sẽ chẳng vui vẻ mấy đâu. Bà An tức quá là vào nị đánh Hà Ly thì bị Hà Ly túm tay sợ hãi, khiến bà ta ngã rụi xuống đất. Hà Ly chửi mát. Bà nghĩ bây giờ bà có thể đánh được tôi sao? Bà có giỏi thì đứng dậy lao vào mà đánh tôi này. Đánh đi, đánh nữa đi. Bà An bị ngã đau sụn lưng, cố bỏ dậy mặt nhăn nhó. Mày dám đẩy tao ư? À, đau quá. Hà Ly nghiến răng. Bà thử lao vào đánh tôi một lần nữa xem. Thử một lần nữa xem. Để xem tôi đối xử với bà như thế nào. Mẹ con bà chuẩn bị ra tòa đi là vừa. Chắc có lẽ từ trước tới giờ tôi tử tế với mấy người quá, nên mấy người coi tôi như con rối. Muốn chửi thì chửi, muốn làm gì thì làm, đúng không? Hà Ly quay ra bảo chị giúp việc. Chị gọi báo công an đi, để họ mang xe thủng đến hôn mấy đồ rác này rủ tôi cái, vừa bẩn vừa mất trật tự. Không thể cứ vãn được mọi chuyện nữa, tôi đứng dậy ra bảo bà An. Mẹ ơi, về thôi. Bà An vẫn còn ảo tưởng, về là về thế nào, đây là nhà của con cơ mà. Tuấn cười như mếu, đây là nhà của Hà Ly mà, cả xe ô tô cũng là xe của Hà Ly mà, còn đến với cô ấy với hai bàn tay trắng mà, giờ có tư cách gì mà nhận là nhà của mình hả mẹ? Tuấn ra ra xe máy của bà An ra. Về thôi mẹ, con định để xe ô tô lại đây và đi xe máy với mẹ về sao? Không được, con phải đi xe ô tô về chứ. Có phải xe của con đâu mà đi về, giờ trả luôn đi, để đến hôm ra tòa mới trả thì nhục mặt lắm. Vì về thôi mẹ, về thôi trước khi công an tới. Tuấn chở bà An về nhà. Vào nhà, bà An vẫn không chịu, bà cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Bà bắt Tuấn sáng ra phải đi tìm Hà Ly tiếp và bà Tuấn nhất định không được đồng ý ly hôn. Con không đi đâu mẹ ạ, con chẳng còn mặt mũi nào để đi năn nỉ cô ấy nữa. Con còn không chấp nhận được thì làm sao cô ấy có thể chấp nhận chứ? Bà An lồng lộn lên. Mẹ không đồng ý đâu. Nếu bây giờ ly hôn, con sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng. Rồi công ty của con vừa mới mở nữa thì con tính sao đây? Con sẽ nhờ lại công ty để trả tiền cho cô ấy.
Còn những khoản tiền mà mẹ mượn của cô ấy thì con xin cô ấy, chắc cô ấy sẽ đồng ý thôi. Rồi mẹ con mình tự chung vào nhà hàng chắc cũng ổn. Không được, mẹ không đồng ý. Con đang có cuộc sống sung túc, giờ trở về cảnh khó khăn như trước kia thì làm sao mà chịu nổi hả? Mẹ không đồng ý đâu. Bây giờ chúng ta phải nghĩ xem làm thế nào để con Hà Ly tha thứ cho con và không ly hôn nữa. Mẹ nhất định sẽ nghĩ ra cách gì đó. Tuấn nhà mặt khó chịu. Con mệt rồi mẹ ơi, con đi ngủ đây. Sau khi nghe bố Hà Ly thông báo Hà Ly đang chuẩn bị ly hôn thì Mai hốt hoảng, lòng nóng như lửa đốt, cô mất ăn mất ngủ. Lại thấy bố Hà Ly không nói gì đến mình cả nên dì Mai vô cùng hoang mang, đêm ngủ còn giật mình tỉnh giấc. Bố Hà Ly ân cần hỏi, em sao thế, người khó chịu à? Dì Mai ấp úng, dạ dạ. Bố Hà Ly vuốt nhẹ tóc dì Mai, anh thương em lắm, chắc giờ bụng to nên khó chịu đấy, cố gắng lên, còn một tháng nữa là sinh con ra rồi. Những lời quan tâm của chồng khiến Mai càng lo sợ. Cô nghĩ trong đầu, ông ấy đã biết được những chuyện gì rồi, sao ông ấy lại không nói gì cả, rốt cuộc là thế nào đây? Thế Hà Ly vẫn không có động tĩnh gì, chị giúp việc hỏi, còn chuyện bà Mai cô định tính thế nào ạ? Lúc sáng thì ông chủ đưa bà ấy sang đây chơi, lúc bà ấy bế thẳng cu và nựng má nó mà tôi tự điên cả người. Sau khi làm những chuyện thất đức đó, bà ta vẫn dáng vác mặt đến đây chơi, không hiểu bà ta là loại người gì nữa. Cô mau nói hết cho ông chủ biết đi, để ông chủ tống bà ta ra đường đi. Hà Ly cười, cứ để sau khi ra tòa rồi tôi mới tính sổ với bà ta luôn thể. Bây giờ cứ nuôi cho béo đã. Đẻ được một tháng thì bố Hà Ly đón mẹ con Hà Ly về nhà chơi. Hà Ly vẫn rất bình thường, không đả động gì cả. Chính vì Hà Ly cứ thản nhiên như thế nên dì Mai càng sợ. Còn nửa tháng cuối cùng dì Mai hầu như mất ngủ. Lúc nào cô cũng thấp thỏm lo sợ, không biết Hà Ly sẽ nói ra sự thật lúc nào nữa. Không biết cô sẽ tồn tại ở đây được bao nhiêu lâu. Ngồi ăn cơm, bố Hà Ly bảo, Hà Ly ăn nhiều vào nhé, cả Mai nữa, em cũng ăn nhiều vào để lấy sức còn đi đẻ đó. Hà Ly rất vui vẻ, dạ vâng ạ. Thế Mai ngồi mặt đơ ra đó, Hà Ly bảo, dì cũng sắp tới ngày nằm ổ rồi phải không ạ? Dì Mai gật đầu, ừ, nửa tháng nữa thôi. Thế thì cũng sắp rồi, dì ăn nhiều để lấy sức đi đẻ ạ. Dì Mai ngồi ăn mà vã mồ hôi, dì chỉ sợ có bố Hà Ly ở đó mà Hà Ly lại lỡ mồm nói ra thì cô chết chắc. Nhưng mà cứ sống cảnh này thì cô cũng chết vì lo lắng mất. Trông bạn mũi cô xanh xao tiểu thụy hẳn. À xong, bố Hà Ly bảo, mai bố phải bay sang Nhật mấy hôm để giải quyết công việc. Hà Ly cứ ở đây chơi nhé, mấy hôm nữa là bố về rồi. Dạ vâng ạ, có phải ở đây chơi thật lâu chứ, vì đây là nhà của con mà. Dì Mai lại càng lo sợ hơn, hồn phách cứ bay lên mây. Bố Hà Ly đi Nhật, Hà Ly vẫn với vẻ bình thường như không có chuyện gì. Nhưng vì dì Mai sợ quá, không thể chịu đựng nổi nữa, cô chạy lên lầu tìm Hà Ly. Nói chuyện một chút đi. Hà Ly đang bế con mới nhỉ lên. Có chuyện gì vậy gì? Vào phòng Mai đi, ở đây nói không tiện. Hà Ly đưa con cho chị giúp việc. Chị bế giúp tôi, cho Phú pha sữa rồi đưa cho Phú hộ tôi nhé. Vâng, cô cứ đi đi hả? Hà Ly đi cùng dì Mai vào phòng dì. Dì muốn nói gì với tôi vậy? Dì Mai lấy hết can đảm nói. Cô đang có âm mưu gì vậy? Hà Ly tròn xoe mắt. Con không có âm mưu gì hết, mà sao dì lại nói vậy? Dì Mai không bình tĩnh nổi nữa, gào lên. Mày thôi giả vờ tử tế đi, mày tống cổ Tuấn ra khỏi nhà, mày đòi lại tiền xe của Tuấn, nhưng mày lại không đả động gì đến tao cả. Rốt cuộc, mày đang có âm mưu gì hả? Hà Ly bật cười ha ha. Thì ra là dì có tật nên dì giật mình hả? Tuấn tự trả đồ, chứ không phải tôi đòi nhá. Tôi cũng chỉ nhận lại những thứ của tôi thôi. Còn căn nhà đó là của tôi. Tôi đến với hai bàn tay trắng, vậy cũng ra đi với hai bàn tay trắng thôi, chứ tôi đâu có bắt ép ai đâu. Mày thôi diễn trò đi, giờ mày đang có âm mưu gì hả? Nói mau lên. Hà Ly lửa mắt. Tôi đã để yên cho dì một con đường sống rồi, mà dì lại không thích bình yên phải không? Cha tôi tử tế với dì quá rồi phải không? Dì Mai gào lên. Mày muốn gì thì nói luôn ra đi, cứ im lặng như vậy để làm gì? Hai mày định chờ từ lúc tao đẻ rồi mày giết cả hai mẹ con tao hả?
Hà Ly không thể tin nổi vào tai mình nữa. Sao dì Mai lại có cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy được? Hà Ly nghiến răng. Dì vừa nói cái gì? Tao nói là mày định chờ tao đẻ rồi hại cả con tao luôn đúng không? Hà Ly điên quá không nhịn được nữa, cô lao vào túm tóc dì Mai. Sao dì lại có thể mở mồm ra nói câu đó được hả? Tôi để cho dì được bình yên, để dì đi đẻ mẹ tròn con vuông. Mọi chuyện để sau này mới nói. Mặc dù tôi đã có đủ bằng chứng trong tay rồi, nhưng vì tôi thương bố tôi và tôi thương đứa con trong bụng của dì, tôi chừa cho dì có đường sống thì dì lại không muốn. Dì cứ thích gây chuyện thêm đúng không? Dì Mai vẫn gào lên. Tao không tin, mày đừng xả vở nữa. Mày tính chở con tao xa đời rồi mày hại nó đúng không? Hà Ly hét lên một tiếng rồi sợ tóc và tát dì Mai tới tâu luôn, vừa tát vừa gào lên. Tôi thấy thương cho đứa bé quá, tại sao nó lại có một người mẹ ấu trĩ như dì được nhỉ? Dì Mai phủng phẫy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của Hà Ly. Cô tát bùm bốp vào mặt dì Mai, cho từ lúc bàn tay cô mỏi giã ra, cô mới thôi. Hai bên má của dì Mai cũng sưng đỏ lên rồi. Dì Mai đứng loạn choạng, tóc thì sủ lên, mặt sưng đỏ, nước mắt nước mũi giản rụa. Mày định giết tao đúng không? Hà Ly túm tóc dì Mai rồi ấn đầu dì vào tường, nghiến răng. Dì thử nói thêm một câu nữa đi, nói nữa đi. Mày định... Dì Mai vừa mồm mồm ra nói, lập tức bị Hà Ly ta thêm cho mấy phát, nên dì đau và sợ không dám nói thêm câu gì nữa. Đến nước này rồi thì Hà Ly không cần phải thương xót ai nữa, cô nói rõ ràng từng câu một. Được rồi, nếu dì đã không thích sống yên ổn ở đây, thì bây giờ tôi cho dì hai lựa chọn. Một là ở đây sinh con xong rồi chúng ta nói chuyện. Hai là bây giờ tôi sẽ nói hết mọi chuyện với bố tôi và dì sẽ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Muốn đi đâu thì đi, dì lựa chọn đi. Dì Mai ngồi im lặng, không nói một câu gì cả. Hà Ly nói thêm, dì cứ suy nghĩ cho kỹ đi, nhưng tôi khuyên dì một câu thở lỏng nhé. Nếu đứa bé trong bụng của dì là con của bố tôi thì dì cứ ở lại. Tôi và bố sẽ cho dì một cơ hội, còn không phải thì dì hãy đi đi, đừng làm mọi chuyện thêm tệ hơn, vì bố tôi sẽ không bao giờ chấp nhận được sự thật kinh khủng đó đâu. Lúc đó hậu quả như thế nào chắc dì cũng đoán được. Dì Mai chỉ khóc không nói gì cả, những giọt nước mắt ân hận muộn màng. Chính là do cô đã không biết trân trọng, chính là do cô đã đánh mất tất cả. Cô đang sống trong nhung lụa giàu sang, nhưng cô lại tự mình đánh mất. Hà Ly trở về phòng, cô cũng khó nghĩ lắm. Mai Tử Lào, một người bạn rất thân, đã ở bên cô suốt những năm tháng học đường. Vậy mà chỉ một người đàn ông tên Tuấn mà cô phả Mai mới thảy ra nông nỗi này. Hà Ly cũng buồn lắm, nhưng sự thật cay đắng như vậy, cô biết phải làm sao. Mai suy nghĩ cả đêm, khóc sừng cả mắt. Đứa con trong bụng, cô không biết nó là con của Tuấn hay là con của chồng nữa. Nhưng rất có khả năng nó là con của Tuấn nhiều hơn, vì chồng cô cũng nhiều tuổi rồi, khả năng có con ít hơn. Càng nghĩ cô càng khóc nhiều hơn. Nếu đứa bé là con của Tuấn thật thì cô không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Nghĩ nhiều quá, Mai cứ chằn trọc mãi. Cứ nhắm mắt lại là Mai lại mơ thấy cảnh cô bị chồng tống cổ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, trên tay ôm đứa con của Tuấn còn đỏ hòn. Cô sợ vã mồ hôi hổ ra, thậm chí cô còn không dám nằm xuống nữa. Sợ nhắm mắt lại cô lại mơ thấy những cảnh tượng như vậy. Mai ngồi thu lu ở góc giường. Cảnh tượng cứ lặp đi lặp lại trong suốt một tháng qua, kể từ ngày Tuấn bị tống cổ ra khỏi nhà. Đó là những ngày tồi tệ và kinh hoàng nhất của Mai. Sáng hôm sau, Mai quyết định nói với Hà Ly. Dì đã nghĩ nhiều lắm rồi, dì quyết định tự mình thú tội với bố con. Dì muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây thôi, nhưng ngày qua dì đã mệt mỏi vì che giấu sự thật lắm rồi. Hà Ly gật đầu. Vâng, nhưng sao không để sinh con xong rồi hãy nói. Giờ sắp sinh rồi mà, chờ thêm vài hôm nữa cũng đâu có sao. Dì Mai khóc nước nở, Hà Ly mềm lòng. Dì cứ sinh con đi, rồi tôi sẽ giúp. Dì Mai ấp úng, nhưng mà đứa bé... Đứa bé làm sao? Nó là con của Tuấn. Hà Ly sốc, không nói thành lời nữa, cô loạng choạng ngồi xuống, mắt ứa lệ. Dì nói đi, bây giờ tôi phải tha thứ cho dì như thế nào đây? Vậy mà tôi vẫn còn hy vọng đứa bé ấy là con của bố tôi. Như vậy tôi và bố sẽ tha thứ cho dì
và cho dì một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Vậy mà... Hà Ly bỏ về phòng thì dì Mai đau bụng đẻ, chị giúp việc chạy vào gọi. Cô Hà Ly ơi, bà Mai đau bụng, cô ấy sắp sinh rồi hay sao ấy? Cô ra xem thế nào đi. Hà Ly vội đi ra, nhìn thấy bộ dạng của dì Mai, cô hiểu ngay, cô chạy ra đỡ dì. Chị giúp việc, dù tôi đỡ dì Mai xuống nhà xe với, chúng ta phải đi tới bệnh viện thôi. Hà Ly đưa dì Mai vào bệnh viện để chuẩn bị lên bản đẻ. Trong lúc Hà Ly đi làm thủ tục thì dì Mai lấy điện thoại gọi cho Tuấn. Gọi tới của thứ ba, Tuấn mới nghe với giọng khó chịu. Bảo gì đấy? Anh ơi, em đau bụng quá. Cô đau bụng thì liên quan gì tới tôi, chồng cô đâu? Làm ơn, từ giờ đừng gọi cho tôi nữa, tôi rất bận. Em đang ở viện, em sắp sinh rồi, anh tới với mẹ con em được không? Tôi nói rồi, từ giờ tùy liên quan gì nữa, cô hãy an phận ở đó đi. Họ bỏ qua cho cô như vậy là quá tốt cho cô rồi, nên từ giờ chúng ta chấm dứt đi. Anh đã hứa sẽ lo cho mẹ con em cơ mà, sao bây giờ anh lại nói như vậy? Tuấn cười rất nhạt. Lo cho mẹ con cô ư? Thân tôi còn không lo không xong thì làm sao tôi có thể lo cho mẹ con cô được? Cô quên rồi sao? Bây giờ tôi là một kẻ trắng tay. Thôi nhá, giờ tôi bận rồi. Alo, alo. Dì Mai thấy Tuấn trở mặt thì cô khóc. Tuấn từng hứa hẹn với cô rất nhiều, vậy mà bây giờ khi cô cần anh nhất thì anh lại bỏ mặc mẹ con cô. Hà Ly làm thủ tục xong thì Mai khóc vội hỏi. Dì đau lắm à? Khoảng 30 phút nữa dì sẽ lên bản đẻ rồi. Vì sợ thời này tâm lý của dì không ổn nên dì sẽ đẻ mổ, nên dì cứ yên tâm nhé. Dì Mai cứ khóc không nói gì. Hà Ly cáu quá quát. Dì có thôi đi không hả? Bây giờ còn khóc với lóc cái gì? Xong được học con thì phải vui chứ. Dì Mai gật đầu, cô thấy xấu hổ vô cùng. Cô tệ như vậy mà cuối cùng người giúp đỡ cô lại là Hà Ly. Hà Ly động viên dì Mai. Thôi, dì không khóc nữa, vui vẻ lên để đón con nào. Tôi gọi cho bố tôi rồi, chắc sáng mai là ông có mặt ở đây rồi. Nào, vui vẻ lên nào. Dì Mai mổ đẻ xong là bé gái, nhìn mặt mũi xinh xắn đáng yêu lắm. Y tá bế bé ra ngoài cho Hà Ly bế, vì cô là người duy nhất đứng chờ ở ngoài phòng mổ, vì bố mẹ đẻ của Mai chưa lên kịp. Hà Ly nói chuyện với bác sĩ riêng. Anh đi xét nghiệm ADN giúp tôi nhé, bí mật tuyệt đối. Vâng, cô cứ yên tâm ạ, tôi sẽ thông báo cho cô sớm nhất. Vâng, tôi chờ tin của anh. Khi bố của Hà Ly trở về, Hà Ly vẫn vui vẻ không nói gì cho bố cô cả. Cô suy nghĩ rất kỹ rồi, cô vẫn chăm sóc hai mẹ con Mai tốt nhất có thể. Cô vẫn mong muốn đứa bé là con ruột của bố cô. Nếu kết quả xét nghiệm là đúng như vậy, thì cô vẫn muốn tha thứ cho dì Mai và cho dì thêm một cơ hội. Còn lúc này, cô vẫn giữ im lặng để Mai yên tâm nghỉ ngơi. Dì Mai đẻ mổ nên hơn một tuần sau mới được về nhà. Khi dì về nhà, mọi người vẫn quan tâm chăm sóc dì và em bé một cách chu đáo nhất. Còn bố của Hà Ly thì vui lắm, niềm vui của ông không thể diễn tả bằng lời được. Sức khỏe dì Mai đã ổn, tâm lý cũng thoải mái hơn, lại có đứa con bế bồng nên dì cũng không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa. Tuấn sau khi về nhà hàng với mẹ, anh rất chịu khó làm việc. Nhưng sao đồ ăn không được ngon và lại đắt đỏ nên rất ưa khách. Hầu như khách chỉ đến một lần rồi không tới nữa. Bà An khó chịu lắm, cứ suốt ngày than thở rồi cáu gắt với nhân viên một cách vô cớ. Vừa mới chửi nhân viên chạy bàn xong, đi vào bếp, thấy Tuấn đang lau dọn bếp thì bà bực bội xỉa xói. Suốt ngày con chỉ biết lau với dọn bếp, từ khi nào mà con trở thành người dọn bếp thế hả? Một giám đốc của một công ty thương mại ngày trước đâu rồi hả? Tuấn thở dài không nói gì, tay vẫn lau dọn thì bà An đi lại sửa cái khăn lau ném xuống đất chửi. Con không nghe thấy mẹ nói gì sao? Thằng Tuấn giỏi giang ngày trước đâu rồi hả? Sao bây giờ lại vô dụng đến mức này à? Tuấn gắt lên. Thằng Tuấn ngày trước nó chết rồi nên mẹ đừng hỏi nữa có được không? Con mệt mỏi lắm rồi. Ngày nào mẹ cũng nhiêu móc xỉa xói con như vậy thì con sống sao nổi chứ? Nếu con không muốn nghe mẹ xỉa xói nữa thì con hãy trở lại như ngày trước đi. Ở nhà lầu, đi xe bốn bánh, tiền tiêu cả sấp đi. Đừng giống như bây giờ nữa. Con tự nhìn mình trong gương đi. Có khác gì thằng bán cá ngoài chợ không? Vô dụng. Tuấn không thể nhịn thêm nữa, anh hét lên. Mẹ thôi đi, con xin mẹ để con được yên.
Mẹ cứ đai nghiến con cả ngày thế thì có sống sao nổi đây? Hay để con nhảy cầu tự tử cho mẹ vừa lòng nhé? Cái thằng điên này nói thế mà nghe được hả? Thế mẹ muốn con phải nói thế nào nữa đây? Con mệt, con rất mệt, cho con phải bỏ nhà đi thôi. Mẹ cứ như thế này thì con sống làm sao nổi? Tuấn phủ phẳng bỏ đi, bà An chạy theo. Đứng lại, mau đứng lại Tuấn ơi. Tuấn đi thẳng, anh mệt mỏi quá, không muốn ở lại thêm chút nào nữa. Anh cứ bước đi thôi, chưa biết sẽ đi về đâu cả. Dì Mai khỏe lại rồi, dì lại tìm cách liên lạc với Tuấn. Lúc này Tuấn đang ở nhờ nhà bạn. Sau khi bỏ nhà đi, anh cũng muốn biết tình hình của Mai thế nào nên anh nghe máy. Alo, anh à, em nghe bạn em nói là anh đã ra khỏi nhà rồi ư? Thế anh đang ở đâu thế? Đang ở nhờ nhà thằng bạn, cô khỏe chưa? Em khỏe, con khỏe, nhớ anh. Tuấn cả đi, tôi đã nói rồi mà, cô yên phận ở đó đi, đừng gọi cho tôi nữa, nếu không cô sẽ gặp rắc rối đấy. Mai im lặng rồi khẽ nói, em sẽ thú nhận và xin ông ấy tha thứ, em muốn về bên anh vì em yêu anh. Tuấn thoáng buồn, đừng như vậy nữa, tôi bây giờ không thể lo cho cô được đâu. Không sao đâu, chúng ta có thể làm lại từ đầu mà. Chúng ta hãy đến xin bố Hà Ly tha thứ đi anh. Tuấn ơi, em cần anh. Tuấn không nói gì. Anh còn đó không? Anh có nghe em nói gì không? Bác sĩ gọi Hà Ly từ lấy kết quả xét nghiệm, bảo cô hồi hộp lắm, tim đập thỉnh thịch. Vừa đi cô vừa cầu xin Chúa, hãy giúp cô, hãy để đứa bé làm con ruột của bố cô. Lúc bác sĩ đưa kết quả, cô cầm mà mắt nhắm tịt không dám nhìn. Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, Hà Ly cứ rút lời bẩy, cô lo lắng lắm. Anh bác sĩ cười, cô mở mắt ra đi chứ, cầm kết quả mà mắt nhắm tịt thế thì nhìn thấy gì? Hà Ly lấy hết sức can đảm mở mắt ra nhìn, rồi mắt cô sáng lên, cô thở phào nhẹ nhõm. Đứa bé chính là con ruột của bố cô. Cô hét lên vì vui mừng, khiến anh bác sĩ giật mình, anh nhìn cô tươi cười. Chúc mừng cô nhé, cho cô lo lắng lắm phải không? Giờ thì yên tâm rồi nhé. Vâng hả, cảm ơn anh. Thôi, tôi về đây, tôi vui quá. Hà Ly phóng xe về nhà với bộ dạng hớn hở vui mừng. Vào nhà thì bố cô đang bế con bé con, Phú thì đang bế thằng bé của cô, chỉ giúp việc đang nấu cơm, nhưng không thấy Dì Mai đâu cả. Hà Ly hỏi bố, Dì Mai đâu rồi hả bố? Dì con bảo ra ngoài mua đồ, còn lại xem con bé con này, nó đáng yêu quá, giống con hồi nhỏ đấy. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Vâng hả, vì chúng con là con của bố mà, đáng yêu có thừa luôn hả. Mà Dì Mai đi lâu chưa hả? Đi được một lúc rồi con hả. Hà Ly vội chạy lên phòng để gọi điện để báo tin cho Dì Mai, thì Dì Mai gọi điện cho cô. Hà Ly bắt máy. Dì đang ở đâu thế? Về nhà đi, tôi thông báo cho một tin vui này. Dì gọi là muốn nhờ con giúp một việc, con có thể giúp dì không? Có việc gì vậy? Dì và Tuấn sẽ về cầu xin bố con và con tha thứ. Dì không muốn che giấu mọi chuyện nữa, con có thể nói đỡ cho dì trước mặt bố con không? Hà Ly gặng hỏi, dì nói thật sao? Dì đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhưng tôi vẫn muốn báo tin này cho dì, con bé con là con của bố tôi. Nếu dì còn thương bố tôi thì tôi sẽ giúp dì. Dì hãy suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của dì. Tôi nói sẽ giúp dì, nhưng dì Mai đã thú nhận là dì yêu Tuấn. Dì nói sẽ trả lại tất cả mọi thứ cho bố tôi. Dì sẽ để con bé lại để bố tôi chăm sóc. Dì sẽ xin bố tôi tha thứ và ra đi với hai bàn tay trắng. Tôi thở dài và đồng ý. Nếu dì Mai và Tuấn đã quyết định như vậy thì tôi cũng nên giúp họ, coi như đó là việc cuối cùng tôi giúp họ vậy. Tôi đã nói cho bố tôi nghe trước rồi, nên khi dì Mai và Tuấn đến, bố tôi không còn thấy sốc nhiều nữa. Tuấn và Mai đã quỳ xuống và xin bố tôi tha thứ một cách chân thành nhất. Bố tôi mặc dù rất đau lòng, nhưng ông đã gật đầu đồng ý. Sau khi quỳ gối xin lỗi bố tôi, dì Mai và Tuấn lại quỳ gối xin lỗi tôi. Thấy họ có thái độ rất thành khẩn, nên tôi cũng gật đầu cho qua, hy vọng sau này Tuấn và Mai mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Để tránh tai tiếng nên Tuấn đưa Mai vào miền Nam để lập nghiệp. Bố tôi ngỏ ý muốn giúp họ một khoản tiền để họ có vốn làm ăn, nhưng Tuấn và Mai đã từ chối. Họ muốn tự làm nên với hai bàn tay trắng. Tuấn đưa Mai về chào hỏi bà An một câu trước khi vào Nam,
thì bà An lao vào đánh Tuấn tới tấp và chửi rủa Mai không ngừng. Bà An gào lên: "Tao không bao giờ chấp nhận chuyện này. Hai đứa nghèo hèn về ở với nhau ư? Rồi chúng mày lấy gì mà đổ vào mồm hả? Thằng ngu si đẩn độn kia, thằng vô dụng, thằng hèn." Mặc dù bị mẹ đánh không thương tiếc, nhưng Tuấn không cãi lại. Anh và Mai cúi chảm hẹ rồi ra đi. Họ ra tay nhau đi và hứa hẹn sẽ không bao giờ để lảng mất nhau nữa. Một năm sau mọi chuyện đã qua, Hà Ly ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ. Cuộc sống của bây giờ rất vui vẻ. Và cô cũng không có thời gian để suy nghĩ chuyện gì nữa vì đã có hai đứa con dính vào người rồi. Bố Hà Ly vẫn bận rộn với công việc như trước, nhưng bây giờ ông cũng dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Với lại đợt này, cứ dành là ông lại đưa chị giúp việc về quê. Không biết hai người có tình ý gì với nhau không, nhưng thấy chị giúp việc đợt này cũng làm đỏm lắm. Vậy cũng tốt, chị giúp việc là người tốt bụng, đã làm cho nhà cô cũng lâu rồi, nên cô cũng rất quý mến cái đức tính tốt của chị ấy. Và quan trọng là chị thương con bé con lắm. Chị là người lỡ dở trong hôn nhân vì chị không thể có con. Chị ấy cô đơn cũng gần chục năm rồi. Hà Ly cũng mới nhận được tin Tuấn và Mai sau một năm đi làm thuê vất vả, bây giờ cũng mở được một quán ăn nho nhỏ. Không phải đi làm thuê làm mướn nữa rồi. Còn bà An thì nhà hàng đóng cửa, lại nợ một khoản tiền lớn, không biết nương nhờ ai nên bà đã bán nhà trả nợ đỡ đi rồi đi vào Nam với Tuấn và Mai. Ngày đầu bây giờ bà An cũng thay đổi nhiều rồi. Giờ bà ở nhà phụ bưng đồ và rửa bát, lau dọn quán giúp Tuấn và Mai. Đợt này vì thằng cu hay ốm vặt nên anh bác sĩ hầu như ngày nào cũng có mặt ở nhà Hà Ly. Anh bác sĩ đợt này lạ lắm, cứ quan tâm tới Hà Ly và con lắm. Hà Ly cũng thấy anh dễ gần và tốt bụng, nhưng không biết có nên cơm nên cháo gì không. Hà Ly cũng không tự tin lắm vì anh ta quá giàu. Anh ta sao thay bố anh ta làm tổng giám đốc bệnh viện lớn nhất thành phố. Cô cũng không mấy bận tâm. Nếu anh ta có thể chờ đợi được thì sau này cô sẽ tính. Và thế mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.